Chào mừng các bạn đến với kênh Hành Trình Sẻ Chia. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ với các bạn những kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa, huyền học, cổ nhân, Phật giáo, lịch sử Trung Hoa, lịch sử Việt Nam và truyện giả sử. Tại đây, các bạn sẽ được khám phá những câu chuyện thú vị, hấp dẫn về các vấn đề liên quan đến lịch sử và văn hóa của các quốc gia. Chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm những thông tin chính xác và đáng tin cậy để cung cấp cho các bạn. Mỗi ngày, chúng tôi sẽ dẫn dắt các bạn vào nội dung mới nhất về các chủ đề trên. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình khám phá văn hóa và lịch sử của nhân loại. Hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Nội dung hôm nay là Trang Tử, một bậc giác ngộ, sống vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là vào thời chiến quốc ở Trung Quốc xưa kia. So với Lao Tử và Liệt Tử thì thông tin trong sử sách về Trang Tử được nhắc đến nhiều hơn, nhưng lúc sinh thời, Trang Tử cũng không phải là một người nổi tiếng. Ông sống một cuộc sống thanh nhã nơi thôn dã, xa lìa thế sự, chỉ sống vui với đạo thôi. Lúc về già, Trang Tử sống ẩn cư ở núi Nam Hoa. Tại đây, ông đã viết tác phẩm với nội dung nói lên cái đạo của mình, và tác phẩm được đặt tên là Nam Hoa Kinh. Trải qua năm tháng, Nam Hoa Kinh đã được người đời sau chỉnh sửa và thêm thắt thêm nhiều phần, khiến cho tác phẩm bị biến dạng so với bản gốc ban đầu mà đính thân Trang Tử viết. Mà những phần thêm vào của hậu thế có độ sâu sắc không bằng các phần của Trang Tử, chính vì vậy, dưới đây chúng tôi chỉ trích đăng những chương đầu trong phần nội thiên được nhiều người nhận định là phần do chính Trang Tử viết. Chương 1 Thành Thơi Tự Tại. Biển Bắc có con cá gọi là cá côn. Mình dài không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim gọi là chim bằng, lưng rộng không biết mấy ngàn dặm, khi tung cánh bay thì cánh nó như đám mây trên trời. Biển Bắc, động thì nó rời về biển Nam là ao trời. Tề hài là sách ghi những chuyện quái dị. Sách đó bảo khi con chim bằng rời xuống biển Nam, nó đập nước tung tóe lên 3.000 dặm rồi nương gió lốc cuốn lên cao 9.000 dặm. Nó xuống biển Nam vào tháng 6, lúc gió nổi lên. Ở dưới nó là, hơi nước bốc lên coi tựa như những con ngựa hoang và bụi cát, cùng hơi thở các sinh vật. Mà ở trên nó, màu thanh thiên kia phải là bản sắc của trời không hay là vì trời xa thăm thẳm mà ta nhìn thấy như vậy? Vì từ trên cao nhìn xuống thì cũng thấy một màu đó. Nước không sâu thì không chở được thuyền lớn. Đổ một chén nước xuống một chỗ lõm ở trước sân thì thả một cọng cỏ xuống làm thuyền được. Nếu thả cái chén đó xuống thì chén chạm đất, không nổi được, vì nước nông mà thuyền lớn. Lớp không khí mà không dày thì không đỡ được những cánh chim lớn. Cho nên con chim bằng phải bay lên cao 9.000 dặm để có lớp không khí dày đỡ nó ở dưới, rồi lưng nó mới đội trời xanh, không hề bị cản trở, mà bay xuống biển Nam được. Con ve sầu và con chim cưu cười con chim bằng rằng, chúng tao bay vù lên cây du, cây phương, có lúc bay không tới mà rớt xuống đất. Hà tất phải bay cao 9.000 dặm để xuống phương Nam. Người nào muốn tới một chỗ gần ở ngoài thành thì chỉ cần mang theo lương thực cho đủ 3 bữa, mà khi về bụng hay còn no. Kẻ nào muốn đi 100 dặm thì phải chuẩn bị lương thực để nghỉ đêm, muốn đi 1.000 dặm thì phải chuẩn bị lương thực cho 3 tháng. Hai con vật nhỏ kia, tức con ve sầu và con chim ưu, biết đâu lẽ đó. Trí lực nhỏ không thể so sánh với trí lực lớn, cuộc đời ngắn không thể so sánh được với cuộc đời dài. Làm sao biết được điều ấy? Như cây nấm chỉ sống một buổi sáng thì không biết được chọn một ngày, con huệ cô, một loại ve sầu. Sinh mùa xuân thì mùa hè chết, sinh mùa hè thì mùa thu chết, không biết được. Chọn một năm, đó là những loài cuộc đời ngắn ngủi. Ở miền Nam nước Sở, có một con rùa thiêng, mùa xuân của nó dài 500 năm, mùa thu dài 500 năm, đời thượng cổ có một cây xuân lớn, mà mùa xuân dài tới 8.000 năm, mùa thu dài cũng 8.000 năm, đó là những loài cuộc đời lâu dài. Ông Mạnh Tổ, chỉ sống 700 năm, mà ngày nay hễ nói tới thọ, ai cũng cho ông bậc nhất, chẳng đáng buồn ư. Trong cuộc đàm thoại giữa ông Thang và ông Cách cũng có một đoạn như vậy, ở phương Bắc hoang dã có một cái biển gọi là ao trời, trong biển có một con cá chiều ngang rộng mấy ngàn dặm, không biết chiều dài là bao nhiêu, gọi là cá côn, có một con chim gọi là chim bằng, lưng lớn như núi Thái Sơn, cánh như đám mây rủ ở trên trời, nó nương ngọn gió lốc, xoắn như sừng cừu, bay lên cao 9.000 dặm, vượt lên khỏi các đám mây, lưng đội trời xanh mà bay về biển Nam. Một con chim cút ở trong cái đầm nhỏ cười nó, con đó bay đi đâu vậy? Tôi lên cao độ vài nhẫn rồi xuống. Bay liệm trong đám cỏ bồng cỏ. Cảo, cho bay như vậy là đủ rồi. Con đó bay đi đâu vậy kìa? Lớn với nhỏ khác nhau như vậy đó. Có người tài trí đủ để làm một chức quan, có người hạnh làm gương được cho một làng, có người đức đáng làm vua mà được cả nước phục, nhưng dù thuộc hạng nào thì cũng đều tự đắc như con chim cút kia vậy. Ông Minh Tử nước Tống cười họ. Dù cả nước khen ông cũng không mừng, cả nước chê ông cũng không buồn, vì ông biết phân biệt nội và ngoại, vinh và nhục. Người như ông thật hiếm ở đời. Nhưng ông chỉ biết tự thủ, tự giữ mình, thôi, chứ chưa tự thích nghi với vật mà thành bậc đại. Ông Liệt Tử cưỡi gió mà bay, thật nhẹ nhàng, khoan khoái, 15 ngày rồi về. Có phúc lớn như ông thật hiếm ở đời,
tuy khỏi phải đi, nhưng ông vẫn còn tùy thuộc một cái gì, tức đợi cho gió nổi lên. Đến như hạ người làm chủ được cái chính đạo của trời đất, chế ngự được lục khí để ngao du trong vũ trụ vô biên, thì còn tùy thuộc cái gì nữa đâu. Cho nên người ta bảo bậc trí nhân, có đức tuyệt cao, thì quên. Bậc thần nhân thì không lập công, bậc thánh nhân thì không lưu danh. Vua Nghiêu muốn nhường ngôi cho Hứa Do, bảo. Mặt trời, mặt trăng đã xuất hiện, đuốc làm sao còn sáng được nữa mà không tắt đi. Mưa đã đổ mà còn tưới ruộng làm gì cho phí sức. Phu tử mà lên ngôi thì nước sẽ trị, tôi còn giữ hư vị này, như người đại diện cho người chết trong tang lễ, tự lấy làm xấu hổ. Tôi xin giao thiên hạ cho phu tử. Hứa Do đáp. Nhà vua trị nước, mà nước được bình trị. Bây giờ tôi lên thay, thế là cầu danh ư. Danh là khách của cái thực, tôi đóng cái vai khách sao? Con chim tiêu liêu, một loài chim nhỏ, làm tổ trong rừng, chiếm bất quá một cành cây, con điển thử uống nước sông, bất quá đầy bụng thì thôi. Xin nhà vua cứ giữ ngôi. Tôi có biết dùng thiên hạ làm gì đâu. Nếu người bếp mà không biết nấu nướng thì người đại diện cho người chết và người chủ tế cũng không bỏ chức vụ của mình mà thay người bếp được. Kiên Mô hỏi liên tục. Tôi thấy Tiếp Dư nói những lời khoa đại và không xác. Thực, đi mà không trở về, tôi sợ rằng những lời đó không biết đâu là cùng như giải ngân hà, quái đản, bất cận nhân tình. Liên Thúc hỏi, ông ấy nói gì? Trên núi Cô Giả xa xôi, có thần nhân ở, da họ trong trắng như băng tuyết, họ đẹp đẽ, mềm mại như gái trinh. Họ không ăn ngũ cốc, chỉ hít gió uống sương mà sống, họ cưới mây và rồng bay mà đi chơi khắp ngoài cõi bốn bể. Họ định thần mà làm cho vạn vật không bị bệnh tật, mùa màng năm nào cũng trúng. Tôi cho là nói bậy, không tin. Liên Thúc bảo, đúng vậy. Kẻ đuôi không thấy được những màu sắc, đường nét đẹp đẽ, kẻ điếc không nghe được tiếng chuông, tiếng trống. Nào phải chỉ hình hài mới đuôi điếc, trí tuệ cũng đuôi điếc nữa. Lời đó là nói về anh đấy. Những thần nhân đó có đức cao nên hòa đồng được với vạn vật. Người đời có cầu họ trị nước, họ cũng không thèm chịu khó nhọc về việc cõi tục này. Không có vật gì có thể làm hại họ được, nước có dâng lên tới trời, họ cũng không bị chết đuối, trời có đại hạn tới nỗi kim thạch chảy ra, cháy cả. Rừng núi, đồng ruộng, họ cũng không thấy nóng. Dùng những chân cấu, cạn bã của họ có thể tạo thành những người như Nghiêu, Thuấn. Họ đâu có chịu lo những việc trần tục của chúng ta. Một người nước Tống đem mũ lễ qua nước Việt bán. Nhưng người nước Việt cắt tóc, xăm mình, đâu có dùng những mũ ấy. Vua Nghiêu trị dân, bình định hải nội rồi, bèn lên núi Cô Giả ra mắt bốn hiền nhân là Hứa Do, Nghiết Quyết, Vương Nghê, Bị Y. Khi trở về tới phía bắc sông Phần, ông không biết gì nữa, quên mất thiên hạ của ông. Huệ Tử bảo Trang Tử. Vua Ngụy cho tôi một hột giống bầu lớn, tôi đem trồng được những trái chứa được năm thạch. Dùng cả một trái để chứa nước thì nó không đủ cứng để chịu được, khiêng đi sẽ bể, nếu xẻ nó thành nhiều phần thì lại nông quá, không chứa được bao nhiêu. Thành thử tuy nó lớn mà vô dụng, cho nên tôi đã đập bỏ. Trang Tử bảo, vậy là ông bụng sử dụng những vật lớn rồi. Một người nước Tống chế được một thứ thuốc bôi ngón tay cho khỏi nước nẻ. Gia đình người đó đời đời làm công. Việc đập lùa. Một người lạ hay tin, lại trả 100 đồng tiền vàng để mua phương thuốc. Người đó họp cả họ lại, bảo, chúng ta đời đời đập lùa, chỉ kiếm được vài đồng tiền vàng. Bây giờ chỉ trong một buổi có thể thu được 100 đồng. Nên bán cho họ đi. Người lạ kia được phương thuốc rồi, lại thuyết vua Ngô. Lúc đó nước Việt đang gây chiến với Ngô, vua Ngô bèn phong người đó làm tướng. Mùa đông, hai bên thủy chiến với nhau, Việt đại bại phải cắt đất cho Ngô, vua Ngô đem đất đó phong cho ông ta. Cùng dùng một thứ thuốc mà người thì được phong đất, kẻ vẫn phải đập lúa, chỉ vì cách dùng khác nhau. Nay ông có trái bầu chứa được năm thạch, sao không nghĩ cách dùng nó làm một trái nổi để qua sông, hở? Phàn nàn rằng xẻ ra thì nó nung quá, không chứa gì được, chính là vì lòng của ông không thông đạt đấy. Huệ Tử bảo Trang Tử. Có một cây lớn gọi là cây sư. Thân nó nổi u, chỗ nổi chỗ lõm, không dùng dây mực của thợ mộc mà vạch đường được, canh nhỏ của nó cong queo không dùng cái quy và thước. Vương để xe được. Nó mọc ở ngay bên đường mà không một người thợ mộc nào thèm nó tới. Thuyết của ông cũng vậy, rộng lớn mà không dùng được, nên không ai theo. Trang Tử đáp. Ông có thấy con ly tinh không? Nó nép mình để rình mồi, nó nhảy qua đông qua tây, chẳng kể cao thấp, nhưng có ngày nó cũng chết vì bẫy, vì lưới. Còn con thai ngưu thân lớn như đám mây trên trời mà không bắt nổi một con chuột. Ông có một cây lớn mà lo rằng nó vô dụng. Sao không trồng nó ở chỗ hư vô tịch mịch, trong cánh đồng mênh mông, để những kẻ nhàn rỗi thơ thần dạo chung quanh thảnh thơi ngủ dưới bóng mát của nó. Nó không sợ bị đúa dịu đốn, hoặc bị ngoại vật làm hại. Nó không dùng được vào việc gì, thì tai họa làm sao mà đến. Chương 2 mọi vật ngang nhau. Nam Quách Tử Kỳ ngồi tựa cái bàn con, ngước mắt lên trời, thở dài, như người mất hồn. Nhan Thành Tử Du đứng hầu một bên, hỏi. Sao thầy tới nỗi như vậy?
hình hài như một cây khô mà tinh thần thì như tro tàn. Người tựa vào bàn lúc này với người tựa vào bàn lúc nãy, không phải là cùng một người sao? Tử Kỳ đáp. Anh Hiển, anh hỏi như vậy là phải. Thầy đã tự quên thầy, anh biết không? Anh đã được nghe tiếng sáo của người mà chưa được nghe tiếng sáo của đất, hoặc đã được nghe tiếng sáo của đất mà chưa được nghe tiếng sáo của trời, thiên lại. Xin thầy giảng cho con thế nào là nghĩa làm sao? Đất thở thì thành gió. Gió không thổi thì thôi, đã thổi thì cả vạn hang lỗ đều gào thét lên. Anh có nghe gió hú bao giờ chưa? Trên rừng núi cao ghê gớm có những cây lớn chu vi được cả trăm găng tay, thân cây có hang có lỗ, như lỗ mũi, lỗ tai hoặc miệng người, lại có những lỗ, vung, như lỗ đục trong các đảng ngang, hoặc lỗ mắt cáo, có lỗ như miệng thối, như ao sâu, như vũng cạn. Gió thổi thì những lỗ ấy phát ra những tiếng khác nhau, có khi như tiếng nước chảy ào ào, có khi như tiếng tên bay vút vút, có khi như tiếng thú gầm, như tiếng thở nhẹ, có khi như tiếng người mắng mỏ, khóc lóc, than thở, có khi như tiếng chim ríu rít, như tiếng người đi trước. Hô, người đi sau đáp. Gió hiu hiu thổi thì nghe du dương, gió lớn nổi lên thì nghe hào hào. Gió lớn ngừng rồi, các hang lỗ lại im lặng, mà anh có thấy cảnh lá lúc đó chỉ hơi lay động không? Tử Du thưa. Vậy tiếng sáo của đất, tức âm nhạc của đất, là do các hang lỗ cả, cũng như tiếng sáo của người là do các ống trúc. Thế còn tiếng sáo của trời, xin thầy giảng cho con. Tử Kỳ đáp. Tiếng sáo của trời gồm những thanh âm biến hóa cả vạn cách mà mỗi thanh âm chỉ tự nó phát ra mà thôi. Nhưng ai khiến cho các thanh âm đó tự nhiên phát ra như vậy? Đại trí thì bao quát, tiểu trí thì phân biệt những cái nhỏ nhặt, lời nói sâu sắc thì sáng rõ, lời nói thô thiển thì dường, tế toái. Khi ngủ thì tinh thần hôn mê, khi tỉnh dậy thì thân thể cử động. Tiếp xúc với người khác thì tự nhiên dụng tâm nhu mô. Do đó mà sinh ra do dự, giả dối, ẩn ý. Hơi lo sợ thì sinh ra sao xuyến, ưu tư, quá lo sợ thì sinh ra trì độn, mất hồn. Khi ta hành động thì nhắm người khác như bắn con mồi. Rồi thì bất động để nhận định thắng lợi của mình. Do đó khí lực mỗi ngày suy đi như sinh vật vào mùa thu, mùa đông, chìm đắm trong thói xấu, ngột ngạt, càng già càng tệ, hậu quả là tinh thần như chết lần, không sao lấy lại được sinh khí nữa. Mừng giận, vui buồn, lo lắng, ân hận, phản phúc, sợ sệt, phóng túng, biếng nhác, khinh cuồng, ngạo mạn, tất cả những cái đó tự chúng phát sinh ra như âm nhạc phát từ một ống giống, ống sáo, hoặc như nấm từ hơi đất, ẩm ướt, mà ra. Ngày đêm nối tiếp nhau, ai biết được từ đâu mà có. Hơi ơi, bao giờ chúng ta mới hiểu được lẽ sinh hóa trong vũ trụ? Không có cái không phải là ta thì không có ta. Nhưng không có ta thì không thể hiện được sự biến hóa của tự nhiên. Như vậy ta với tự nhiên thật mật thiết với nhau. Nhưng không ai biết được chủ thể của vũ trụ là gì. Ví thử có một chủ thể thực đi thì chúng ta cũng không thấy có dấu hiệu, vết tích gì của nó. Thấy tác động mà không thấy hình thể của nó. Chẳng hạn thân thể con người gồm 100 cái xương, 9 cái lỗ và 6 bộ phận. Chúng ta quý cái nào? Hay quý hết? Hay quý vài cái? Chúng đều phục dịch ta. Chúng đều bị động hết. Cái gì làm chủ thể chi phối chúng? Chúng chi phối và phục vụ lẫn nhau. Nếu có một cái thực là chủ thể chúng thì dù ta hiểu biết hay không hiểu biết nó, cũng không làm tăng hay giảm cái chân thực của nó. Khi ta đã nhận được cái hình hài của ta rồi thì ta giữ nó cho tới khi chết. Nó với những vật khác đâm nhau, mai cọ vào nhau, cùng buôn tẩu như những con ngựa, mà không có gì làm cho ngừng được. Buồn hay? Suốt đời khó nhọc mà không thành công gì cả, tân khổ, mệt mỏi mà không biết để đi tới đâu. Đáng thương thay. Như vậy mà bảo là sống, thử hỏi có ích gì không? Hình hài mà biến hóa thì tinh thần cũng biến hóa. Đó chẳng phải là điều rất thương tâm ư? Người đời mê muội như vậy ư? Chỉ riêng tôi mê muội, còn người khác không mê muội chăng? Để cho thành kiến của mình làm thay mình, sai khiến mình, như vậy thì ai cũng có thầy hết. Còn cần gì nhận người khác làm thầy nữa? Ví tinh. Thân của mình làm thầy mình, cho nên người ngu cũng có thầy rồi. Kẻ nào muốn vượt thành kiến của mình để phân biệt thị phi thì cũng không khác gì bảo rằng hôm nay đi qua nước Việt mà đã tới đó từ hôm qua rồi, nghĩa là coi cái không có là có. Về điểm đó, thần minh như ông Vũ cũng không thể biết được. Tôi làm sao mà biết được? Nói không phải chỉ là phát hơi ra thành tiếng. Nó là để diễn một cái gì? Nhưng cái ý muốn diễn ấy không hoàn toàn do lời nói định được nghĩa là lời không sao diễn hết được ý, vậy thì có lời nói không nghĩa là lời nói có ý nghĩa không, hay không có lời nói nghĩa là lời nói vô nghĩa, chỉ như hơi phát từ miệng ra thôi. Lời nói khác với tiếng chim con chip chip, nhưng vì lời nói không hẳn diễn được ý nghĩa, như vậy thì rốt cuộc có phân biệt được hai cái đó không? Đạo bị cái gì che lấp tới nỗi phải phân biệt chân với ngụy? Lời nói bị cái gì che lấp tới nỗi phải phân biệt phải với trái? Khi nào thì đạo không còn? Khi nào thì lời không chấp nhận được?
đã bị thành kiến nhỏ nhen che lấp, lời nói bị sự hoang mỹ phủ phiếm che lấp. Do đó mà phái Nho, phái Mặc tranh luận với nhau. Cái gì phái này cho là phải thì phái kia cho là trái, cái gì phái này cho là trái thì phái kia cho là phải. Muốn thấy điểm phải trong chỗ họ cho là trái, thấy điểm trái trong chỗ họ cho là phải, nghĩa là muốn thấy phái nào cũng có lý một phần, mà không phái nào hoàn toàn có lý, thì không gì bằng dùng trực giác đường lý luận, tranh biện. Vật nào cũng là vật khác mà cũng là chính nó. Phân biệt vật và mình thì không thấy được lẽ đó, hòa đồng với vật thì thấy được. Cho nên mới bảo cái kia là tự cái này mà ra, mà cái này cũng tự cái kia mà có. Chẳng hạn người ta phân biệt sống và chết, sự thực sống cũng là chết, chết cũng là sống. Cái có thể được cũng là không thể được, cái không thể được cũng là cái có thể được. Xác nhận cũng là phủ nhận cũng là xác nhận. Thánh nhân không chấp nhất nên mới rực rỡ ở trên trời. Mình là người khác cũng là mình. Người kia có quan niệm của họ về thị, phi. Mình cũng có quan niệm của mình về thị, phi. Có sự khu biệt thực nào giữa mình và người kia không? Mình và người đừng chống đối nhau nữa, cái chốt tức cái cốt yếu của đạo ở đó. Cái chốt đó ở trung tâm cho nên ứng với các biến hóa vô cùng. Cái thị, phải, biến hóa vô cùng, mà cái phi, không phải, cũng biến hóa vô cùng. Cho nên mới bảo, không gì bằng dùng trực giác. Muốn dùng cái ý niệm độc lập, tuyệt đối để chứng rằng những biểu hiện của ý đó trong sự vật không phải là ý niệm độc lập, tuyệt đối, thì sao bằng dùng cái phi ý niệm để chứng rằng những ý niệm biểu hiện trong sự vật không phải là ý độc lập, tuyệt đối. Muốn chứng rằng con ngựa trắng không phải con ngựa thì sao bằng dùng ý niệm phi mã, không phải con ngựa, để chứng rằng ngựa trắng không phải là ngựa. Sự thực vũ trụ chỉ là một ý niệm, mà mọi vật chỉ là một con ngựa. Có đi rồi mới thành đường, có đặt tên rồi mới phân biệt vật này vật khác. Làm sao bảo một vật là nó như vậy? Vì nó như vậy nên. Bảo nó như vậy. Làm sao bảo một vật không phải như vậy? Vì nó không như vậy nên bảo nó không như vậy. Làm sao bảo một vật là có thể? Bảo một vật là có thể vì nó có thể. Làm sao bảo một vật là không có thể? Bảo một vật là không có thể là vì nó không có thể. Vật nào cũng có cái như vậy của nó, vật nào cũng có cái có thể của nó. Cho nên một cọng cỏ nhỏ với một cây cỏ lớn, một người đàn bà xấu với nàng Tây Thi, với tất cả các cái bậy bạ, dối trá, quái dị đều hợp nhất ở trong đạo hết. Cái nhất đó phân chia ra thành vật vật, phân chia ra rồi thì không còn cái trước nữa mà cái này sẽ mất đi. Nghĩa là có sinh thì có diệt thì có sinh. Nhưng không vật nào có sinh thành, có hủy diệt vì rốt cuộc lại hợp nhất ở trong đạo. Chỉ có hạng đạt đạo mới hiểu được sự hợp nhất đó mà bỏ thành kiến đi để theo lẽ trung dung, bình thường. Trung dung thì thực hành được thì thông có kết quả, không tắc nghẽn, thông thì được việc thành công. Được việc là gần tới đạo vì phải. Hiểu đạo rồi mới được việc. Phải xác nhận sự kiện. Thực hiện mà không hiểu tại sao, đó là đạo. Cứ cố chấp tin vào một điều thôi mà không biết rằng điều ấy cũng y hệt các điều khác, như vậy là có tinh thần sáng ba. Câu chuyện sáng ba như vậy. Xưa có một ông già nuôi khỉ, bảo chúng, tao cho chúng bay sáng ba trái lận, chiều bốn trái. Chúng bay chịu không? Chúng đều bất bình. Ông già bèn bảo, thế thì sáng bốn trái, chiều ba. Chịu không? Chúng đều mừng. Sự thực có gì thay đổi đâu mà lần trước chúng nổi giận, lần sau mừng. Ông già đó đã khéo thuận theo bản tính của loài khỉ. Cho nên thánh nhân dung hòa, coi thị phi là một, mà theo luật quân bình tự nhiên. Như vậy gọi là lương hành. Cổ nhân có người tri thức đạt được tới cực điểm. Cực điểm đó ở đâu? Ở chỗ cho rằng thời sơ khởi vũ trụ chưa có vật, đó là điểm cực xa, cực cao mà tri thức đạt được, không thể thêm gì được nữa. Hạng người thấp hơn cho rằng thời sơ khởi đã có cái gì đó, nhưng cái đó không nhất định. Hạng thấp hơn cho rằng cái đó đã nhất định nhưng bảo không có thị phi, phải trái, xấu tốt. Từ khi có quan niệm thị phi, ý niệm về đạo mới suy. Ý niệm về đạo suy rồi mới có lòng tự ái, lòng yêu ích kỷ. Thật ra có gì là thành và bại không? Hay là không có? Như trường hợp Triều Văn chơi đàn cầm, chứng là có thành và bại. Triều Văn không chơi đàn cầm thì không chứng được là có thành có bại. Triều Văn chơi đàn cầm, sư khoáng gõ nhịp, Huệ Tử dựa một cây ngô đồng mà biện thuyết, ba bậc đó tài trí cực cao, giữ được danh tiếng cho hết đời. Sở thích của họ khác với của mọi người. Họ đều muốn cho người khác hiểu cái mà người ta không hiểu nổi, nên Huệ Thi mới làm hỏng đời ông bằng thuyết kiên mạch, cứng và trắng, mà con Triều Văn muốn nối nghiệp cha đến nỗi suốt đời không thành công. Nếu như vậy tức xét riêng từng người một mà gọi là thành công thì bất tài như tôi cũng thành công. Nếu như vậy không gọi là thành công được tức xét chung cả mọi người, mà không phải ai cũng giỏi, thành công như ba nhà. Đó được, thì tôi và người khác, chẳng ai thành công cả. Thánh nhân chê cái thói làm cho người đời mê loạn, nghi ngờ, nên bỏ hết thành kiến, theo lẽ trung dung tầm thường thôi, như vậy là dùng đến trực giác.
nay có người đưa ra một phán đoán. Không biết nó có giống với những phán đoán của người khác hay không. Giống hay không thì chúng cũng là một loại với nhau cả, vậy có khác gì nhau đâu. Tôi xin đưa ra một thí dụ. Một người bảo rằng vũ trụ có khởi thủy, một người khác bảo không có khởi thủy, một người nữa bác thuyết người thứ nhỉ dùng để bảo vũ trụ không có khởi thủy. Nói cách khác, một người bảo mới đầu vũ trụ có cái gì đó, hữu, một người khác bảo mới đầu vũ trụ không có cái gì đó, vô, một người nữa bác cái thuyết mới đầu vũ trụ không có cái gì đó, lại một người thứ tư khác nữa bác cái thuyết người thứ ba dùng để bác cái thuyết mới đầu vũ trụ không có gì cả. Khi thì có, hữu, khi thì không, vô. Mà không biết cái có, cái không đó có thực là có thực là không không. Tôi mới đưa ra một ý kiến, nhưng nó có thực là ý kiến hay là không có ý kiến gì cả. Trên đời không có gì lớn bằng đầu chiếc lông mùa thu, mà núi Thái Sơn thì nhỏ. Không ai thọ bằng đứa trẻ chết hiểu, mà không ai hiểu bằng ông Bành Tổ. Trời đất cùng sinh ra với tôi, vạn vật và tôi hợp nhất, chỉ là một. Vũ trụ đã hợp nhất thì làm sao còn nói về nó được nữa? Vũ trụ đã hợp nhất thì làm sao lại không nói về nó được? Cái nhất đó thêm cái ta nói về nó, thế là hai cái rồi, hai cái đó với cái nhất, nguyên thủy, thành ra ba. Cứ như vậy mà tính tiếp thì người giỏi tính cũng đành chịu, huống hồ là người thường. Như vậy là từ không, vô, tới có, hữu, đã có ba ý khác nhau rồi, huống hồ từ có tới có, sẽ có cơ ma nào là ý đừng suy luận gì hết nghĩa là quên ngôn ngữ, ý tưởng đi thì thấy được đạo. Đạo không có giới hạn, mà ngôn ngữ thì không chắc chắn. Do ngôn ngữ mới có những sự phân biệt này nọ. Chẳng hạn chúng ta phân biệt bên phải bên trái, thứ tự và sai đẳng, phân và biện, cạnh và tranh. Đó là 8 loại biểu hiện. Mà cái gì ở ngoài vũ trụ thì thánh nhân không cho là có, không nói tới, cái gì ở trong vũ trụ thì thánh nhân nói tới mà không phê bình. Bộ sử Xuân Thu và chuyện chép về các tiên vương, thánh nhân đem ra bàn mà không tranh biện. Sau mỗi cái phân biệt có một cái gì không phân biệt được, sau mỗi cái biện luận có một cái gì không biện luận được. Tại sao vậy? Vì thánh nhân thấu triệt được toàn diện, con người thường chấp nhất cãi nhau để thắng người khác. Cho nên bảo, hễ biện luận là chỉ thấy được phiến diện. Đại đạo không có tên, đại biện luận thì không nói, đại nhân, nhân tử, thì không yêu riêng ai, đại liêm khiết thì không có hình tích, đại dũng thì không hung hăng. Cái đạo mà minh thị ra rồi thì không phải là đạo, biện mà phải dùng lời nói thì không đạt được chân lý, nhân, tử, mà cố định thì không hoàn toàn là nhân, liêm khiết mà phô trương thì không được người ta tin, dũng mà tranh đấu, hoặc tới tàn bạo, thì không thành công. Như vậy là năm cái đó vốn hồn. Nhiên, viên thông mà hóa ra có cạnh góc. Biết rằng có những điều mình không thể biết được, đó là đạt được cực điểm của trí. Người nào biết biện luận mà không dùng lời, biết rằng đạo thì không có tên, là có được cái kho của trời, thiên phủ, đổ vô mà không bao giờ đầy, múc ra mà không bao giờ cạn, mà không biết tại sao. Như vậy gọi là che ánh sáng đi đừng cho nó chiếu ra ngoài, mà ở trong sẽ sáng hơn. Xưa vua Nghiêu hỏi ông Thuấn, tôi muốn đánh các nước tông, khoái và tư ngao. Nhưng mỗi khi lâm triều, tôi thấy lòng không yên. Tại sao vậy? Vua ba nước đó ở chỗ hoang vu đầy lào sậy. Lòng nhà vua không yên là vì đâu ư? Xưa 10 mặt trời cùng xuất hiện, chiếu sáng vạn vật. Đạo đức há chẳng chiếu sáng hơn mặt trời ư? Niết Quyết hỏi, môn đệ là, Vương Nghê. Anh có biết một chân lý tuyệt đối không? Nghĩa là được mọi vật chấp nhận. Vương Nghê đáp, làm sao con biết được? Anh có biết rằng anh không biết chân lý đó không? Làm sao con biết được? Vậy ra vạn vật không? Biết gì cả sao? Vương Nghê đáp, làm sao con biết được? Nhưng con thử dán đưa ra ý kiến của con. Làm sao người ta có thể biết được cái mà con bảo là biết lại không phải là không biết, mà cái con bảo là không biết lại không phải là biết? Chẳng hạn một người nằm chỗ ẩm thấp, trong bùn, mà đau lưng tê liệt nửa người, nhưng một con lươn thì có sao không? Một người ngồi trên ngọn cây thì run rẩy sợ sệt, nhưng con khỉ có vậy không? Chỗ ở của người và hai con vật ấy, chỗ nào là lý tưởng? Chính xứ. Người ta ăn thịt dê, bò, chó, lợn, hiệu nai ăn cỏ, dê thích ăn rắn con, cú mèo và quạ thích ăn chuột. Khẩu vị của 4 loài đó, khẩu vị nào là lý tưởng, chính vị? Khi được sống với vượn cái, nai được sống với hiệu cái, lươn sống chung với cá, nàng mao tưởng và nàng lệ cơ được mọi người khen là đẹp, vậy mà thấy họ tới thì cá lặn sâu, chim bay cao, hiệu nai chạy dài. Cái đẹp theo 4 loài đó, cái đẹp nào là lý tưởng, chính xác? Theo con thì phân biệt nhân, nghĩa, thiện. Ác chỉ là rối mù thôi. Làm sao mà phân biệt được? Niết Khuyết lại hỏi. Anh không biết được lợi hại, nhưng bậc trí nhân đức tuyệt cao có biết lợi hại không? Thưa, bậc trí nhân là thần rồi. Đồng cỏ có cháy cũng không làm cho họ thấy nóng, sông rạch đóng băng cũng không làm cho họ thấy lạnh, sét đánh đổ núi, gió làm dậy sóng cũng không khiến cho họ sợ. Họ chế ngự gió mây, cưới mặt trời mặt trăng mà đi chơi ngoài bốn bể, không quan tâm tới sống, chết,
huống hồ là tới lợi hại. Cô Thước Tử hỏi Trường Ngô Tử. Tôi nghe Khổng Tử bảo, thánh nhân không dự vào việc đời, không mưu đồ cái lợi, tránh né cái hại, được người ta vợt cũng không mừng, không theo thói đời. Thánh nhân không nói tức là nói đấy, mà nói tức là không nói đấy. Nhờ vậy mà siêu thoát ra ngoài cõi trần tục. Thầy chúng ta cho đó là những lời vu khoác mơ hồ. Nhưng tôi cho là những lời phát hiện được cái đạo kỳ diệu. Còn anh nghĩ sao? Trường Ngô Tử đáp. Ngay hoàng đế cũng hoang mang về điều đó, thì làm sao mà Khổng Khâu biết được? Tính anh vội vàng quá. Mới thấy cái trứng anh đã muốn nghe gà gáy sáng rồi, mới thấy viên đạn đã muốn có thịt chim hào quay rồi. Để tôi giảng bậy chơi, mà anh cũng nghe bậy chơi nhé. Có phải là thánh nhân theo mặt trời mặt trăng, ôm vũ trụ, hợp nhất với vạn vật, bỏ hết cả mọi sự hỗn độn, u ám, coi các sự tôn thi, quý tiện là một không? Người phàm lao khổ vì sự thị phi, tranh luận, thì thánh nhân thì có vẻ như ngu muội vô tri, đạt được cái thuần khiết của cái nhất nó bao quát mọi biến hóa của mọi thời và mọi vật. Làm sao tôi biết được ham sống không phải là một thái độ lầm lẫn? Làm sao tôi biết được kẻ sợ chết không giống như một em nhỏ lạc lối, quên mất đường về nhà? Nàng Lệ Cơ là con gái viên quan giữ biên giới ở đất Ngải. Khi vua Hiến Tông nước Tấn đón nàng về cung, nàng khóc tới ướt đẫm vào áo, nhưng về tới hoàng cung, cùng vua đồng sàng, nếm cao lương mỹ vị, nàng hối hận giọt lệ ngày xưa. Vậy làm sao tôi biết được khi chết rồi, người ta lại không ân hận rằng trước kia ham sống? Có. Người nằm mộng thấy được uống rượu ăn tiệc, tỉnh dậy tiếc mà khóc. Lại có người nằm mộng thấy mình khóc rồi thức vậy vui như đi săn. Mà hai hạ người đó trong khi nằm mộng không biết rằng mình nằm mộng, đôi khi nằm mộng thấy rằng mình nằm mộng, tới khi tỉnh mới biết rằng mình nằm mộng. Và chỉ khi nào đại giác, tỉnh lớn, mới biết rằng đã qua một đại mộng, giấc mộng lớn. Bọn ngu tự cho mình là tỉnh khi coi vua là quý, còn kẻ chăn trâu là hèn. Thật là cố chấp. Khổng Khâu với anh đều là nằm mộng hết. Mà tôi bảo anh là nằm mộng, thì chính tôi cũng nằm mộng nữa. Những lời đó người thường cho là quái dị, nhưng một vạn năm về sau sẽ có một đại thánh nhân hiểu được. Thời gian đó không dài gì, chỉ như từ sáng tới chiều thôi. Giả sử tôi tranh biện với anh mà anh thắng tôi thì có nhất định là anh phải, tôi trái không? Nếu tôi thắng anh thì có nhất định là tôi phải, anh trái không? Trong chúng ta có một người phải, một người trái. Hay cả hai chúng ta đều phải cả hoặc đều trái cả. Anh và tôi làm. Sao biết được điều đó? Mà một người thứ ba nào khác thì cũng hồ đồ không biết được, lựa ai sáng suốt làm trọng tài đây? Hỏi một người cùng một ý kiến với anh, thì người đó do lẽ cùng ý kiến với anh, làm sao có thể phê phán được? Nếu là một người cùng ý kiến với tôi thì người này do lẽ cùng ý kiến với tôi, làm sao có thể phê phán được? Nếu là một người ý kiến khác cả tôi lẫn anh, hoặc giống cả tôi lẫn anh thì cũng làm sao phán đoán được? Vậy anh, tôi và người thứ ba đó đều không quyết được ai phải, ai trái. Có nên đợi một người thứ tư nữa không? Thế nào là hòa hợp với thiên nghê, phán đoán hợp với lý tự nhiên, chứ không phải theo tiêu chuẩn vốn dĩ thiên lệnh của loài người? Hòa hợp với thiên nghê là chấp nhận ý kiến của người, và bảo không phải cũng là phải. Nếu cái gì phải mà quả thực là phải thì nó khác hẳn với cái gì không phải rồi, như vậy không còn phải tranh biện nữa. Nếu cái gì như vậy quả thực là như vậy thì nó khác hẳn cái gì không như vậy rồi, trong trường hợp đó, cũng không còn phải tranh biện nữa. Một chuyển động và một thanh âm tùy thuộc nhau mà cơ hồ như không tùy thuộc nhau. Phán đoán mà hòa hợp với thiên nghê là biết tùy theo hoàn cảnh thay đổi, như vậy thì đạt được tới vô cực, sống được trọn đời. Quên tuổi mình, quên thị phi đi, ngao du ở chỗ vô cảnh giới, hư vô, và gởi mình trong coi đó. Cái bóng của cái bóng hỏi cái bóng. Lúc này anh đi, bây giờ anh ngừng. Lúc này anh ngồi, bây giờ anh đứng. Tại sao anh không có thái độ độc lập vậy? Cái bóng đáp. Tôi sở dĩ như vậy là vì tùy thuộc một cái gì. Cái gì đó lại tùy thuộc một cái gì khác. Tôi tùy thuộc một cái gì thì cũng như con rắn tùy thuộc vảy của nó, con ve tùy thuộc cánh của nó. Làm sao tôi hiểu được cái gì làm cho tôi lúc thì thế này, lúc thì thế khác? Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu. Rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm. Tất có chỗ khác nhau. Cái đó là gọi là vật hóa. Chương 3 phép dưỡng sinh. Đời người thì có hạn mà tri thức thì vô cùng. Đem cái có hạn mà đuổi cái vô cùng thì tinh thần sẽ mệt mỏi, đã mệt mỏi mà không ngừng nữa thì sẽ chết mất. Làm điều thiện thì bị lụy vì danh tiếng, làm điều ác thì chịu khổ vì hình phạt. Chỉ người nào giữ được đạo chung là bảo toàn được thân, mệnh, mà phụng dưỡng được cha mẹ, sống được trọn tuổi trời. Một tên bếp của vua Văn Huệ mổ bò, hai tay hắn nắm con vật, đưa vai ra thúc nó, rồi hai chân bấm vào đất, hai đầu gối ghì chặt nó. Hắn đưa lưỡi dao cắt xoẹt xoẹt, phát những âm thanh có tiết tấu như khúc tang lâm và bản nhạc kinh thủ. Vua Văn Huệ khen. Giỏi.
Nghệ thuật của nhà ngươi sao mà cao tới mức đó được? Hắn đặt lưới dao xuống đáp. Thần nhờ thích cái đạo, nên nghệ thuật mới tiến được. Hồi mới học nghề mổ bò, thần chỉ thấy con bò thôi. 3 năm sau, thần không thấy con bò nữa. Lúc này thần dùng tinh thần hơn là dùng mắt. Cảm quan ngưng lại, chỉ còn tâm thần là hoạt động. Thần biết cơ cấu thiên nhiên của con bò, chỉ lách lưới dao vào những chỗ kẽ trong thân thể nó, không đụng tới kinh lạc, gân, bắp thịt của nó, huống hồ là tới những xương lớn. Một người đồ tể giỏi 1 năm mới làm cùn một con dao, vì chỉ cắt thịt mà thôi. Một đồ tể tầm thường cứ mỗi tháng là cùn một con dao vì phải chặt vào xương. Con dao này đây, thần dùng đã 19 năm rồi, đã mổ mấy nghìn con bò mà lưới còn bén như mới mài. Khớp xương nào cũng có kẽ, mà lưới dao thì mỏng. Biết đưa những lưới thật mỏng ấy vào những kẽ ấy thì thấy dễ dàng như đưa vào chỗ không. Vì vậy, dùng 19 năm rồi mà lưới dao của thần vẫn bén như mới mài. Mỗi khi gặp một khớp xương, thần thấy khó khăn, thần nín thở, nhìn cho kỹ, chậm chậm đưa lưới dao thật nhẹ tay, khớp xương rời ra dễ dàng như bùn rơi xuống đất. Rồi thần cầm dao, ngừng lên, nhìn 4 bên, khoan khoái, chùi dao, đút nó vào vỏ. Vua Văn Huệ bảo, lời tên bếp đó thật hay, nghe rồi ta hiểu được phép dưỡng sinh. Công Văn Hiền thấy Viên Hữu Sư, ngạc nhiên hỏi, kẻ tả hữu? Ai đó? Sao hắn chỉ có 1 chân? Do trời hay do người đấy? Do trời chứ không phải do người. Trời sinh ông ấy có 1 chân còn những người khác thì có 2 chân. Vì vậy mà biết là do trời chứ không phải do người. Con chi trong chằm, cứ 10 bước lại mổ 1 thức ăn, 100 bước lại uống, không chịu bị nhốt để người ta nuôi, vì được nuôi, tuy không phải khó nhọc, nhưng không thích. Lao đang chết, Tần Giật lại điếu khóc 3 tiếng rồi ra. Một môn sinh của Lao đang hỏi, ông phải là bạn của thầy tôi không? Phải. Nếu như vậy coi được sao? Tần Giật đáp, được chứ. Mới đầu ta tưởng những người khóc toàn là người thân cả, bây giờ thấy là không phải. Khi tôi vô điếu, thấy có những người già khóc ông như khóc con, có những người trẻ khóc ông như khóc cha. Ông ấy cư xử với người khác, chắc không cầu họ khen mà họ vẫn khen, không cầu họ khóc mà họ vẫn khóc, như vậy là họ trốn đạo trời, trái chân tình, quên cái bản chân của ông ấy, cổ nhân. Bảo thế là bị hình phạt của trời. Thầy anh sinh ra là ứng với thời, rồi chết đi là thuận lẽ trời. Vui với thời, thuận đạo trời, thì không bị vui buồn làm dao động trong lòng. Người xưa bảo như vậy là được trời giải phóng cho. Hết thanh củi này tới thanh củi khác, nhưng lửa vẫn lan tới vô cùng. Chương 4 Thế Gian. Nhan Hồi hỏi Trọng Nghi tức Khổng Tử. Anh tính đi đâu? Con đi qua nước Vệ. Để làm gì? Con nghe nói vua Vệ Vệ Trang Công đương tuổi trắng niên, hành vi độc đoán, coi thường việc nước. Không thấy lỗi của mình, coi thường mạng dân, người chết đầy đất, nhiều như cỏ khô trong đồng cháy, dân không biết đi đâu. Con đã từng nghe thầy bảo, nước nào đã bình trị thì mình nên bỏ mà đi, nước nào loạn thì mình nên tìm tới. Như một thầy lang thấy bệnh nhân là trị. Con theo lời dạy của thầy mà mong lại cứu nước Vệ được phần nào chăng? Trọng Ni bảo, lại đó để mà bị giết à? Đạo thì không nên tạc, tạc thì hóa phiền toái thì gây hỗn loạn thì gây lo lắng. Mà không thể cứu được. Hạ Chí Nhân thời xưa giữ vững đạo mình rồi sau mới giúp người khác. Đạo của anh chưa được vững mà sao sửa được hành vi tàn bạo của người khác tức vua Vệ. Lại thêm, anh biết tại sao đức sở dĩ bại hoại, còn mưu trí do đâu mà ra không? Đức bại hoại do hiếu danh, mưu trí phát ra do thích tranh đua. Hiếu danh gây ra sự khuynh luật lẫn nhau, mưu trí tạo ra những phương tiện để tranh giành. Hai cái đó đều là những khí cụ bất thường, không làm cho hành vi con người được tận thiện. Đức cao và lòng chân thành không đủ để thắng được tính khí của người, danh tốt và tinh thần hiếu hòa vị tất đã cảm được lòng người. Nếu anh cố lấy những lời nhân nghĩa, phải đạo mà thuyết con người tàn bạo ấy, thì tức là lấy cái xấu của họ để làm nổi bật cái tốt đẹp của mình, như vậy là bừa người ta như bừa cỏ. Bừa người ta thì bị người ta bừa lại, thầy ngại rằng anh sẽ bị hãm hại mất. Giả sử vua Vệ yêu người hiền mà ghét người ác, thì cũng đâu đặc biệt cần tới anh vì nước Vệ có nhiều. Bậc hiền tài rồi. Anh không can gián thì thôi. Nếu can gián thì vua Vệ sẽ nhân kẽ hở của anh mà đá anh mà chịu thua thì mắt anh sẽ hoa lên, nét mặt anh sẽ dịu xuống, miệng anh sẽ tìm cách bảo chữa, thái độ anh sẽ phục tòng, anh sẽ thuận theo ý ông ta. Như vậy không khác gì dùng lửa để diệt lửa, dùng nước để ngăn nước, chỉ tăng thêm tội ác của ông ta. Còn nếu như anh nhất định một lòng can gián, mà không được ông ta nghe thì nhất định sẽ bị ông giết. Xưa, vua Kiệt giết Hiền Thần là Quan Long Phùng, vua Trụ giết Chú là Vương Tử Thị Can. Những bậc đó ở địa vị thấp làm trái ý vua để bênh vực dân chúng, bị vua hãm hại chính vì hiền đức của họ. Ham danh thì hậu quả như vậy đó. Xưa vua Nghiêu đánh các nước Tùng Chi và Tương Ngao, vua Vũ đánh nước Hữu Hổ. 3 nước đó bị tàn phá, dân chúng bị diệt, vua bị giết,
vì vua của họ dùng binh lực để cướp bóc các nước láng giềng mà làm giàu. Vừa hiếu danh vừa tham lợi thì hậu quả như vậy đó. Anh không biết điều đó ư? Dẫu bậc thánh nhân cũng không khắc phục được lòng ham danh và lợi, huống hồ là anh. Nhưng có lẽ anh đã có kế hoạch nào đó rồi, thử nói cho thầy nghe nào. Nhan Hồi đáp, con sẽ dán cung kinh mà khiêm nhường, cương quyết mà chuyên nhất, như vậy được không? Không được, vì vua Vệ tự mãn mà tính tình bất thường, không ai dám làm trái ý ông ta áp đảo thiện ý của người khác để làm theo ý mình. Con người đó, những thói tốt hàng ngày có thể sửa tính được, mà còn không chịu theo thì làm sao thực hành được đức lớn. Ông ta tất sẽ cố chấp, không chịu sửa đổi. Nếu ông ta bề ngoài tán đồng anh, mà trong lòng không phản tỉnh, thì anh dùng phương pháp đó có ích lợi gì? Nếu vậy thì con dùng cách trong thẳng mà ngoài cong của cổ nhân. Kẻ nào trong thẳng là môn đệ của trời thì cho vua với mình cũng là con của trời. Là con trời thì đâu cần người khác phê phán ngôn luận của mình là phải hay trái. Thuận với tự nhiên như vậy thì giữ được thiên chân như đứa bé, nên người ta gọi là em bé, mà em bé là môn của trời. Kẻ nào ngoài cong là môn đệ của người. Hai tay chấp lại, cầm cái hốt, quỳ xuống, cúi đầu, đó là bởi tôi giữ lễ với vua. Mọi người giữ lễ đó, làm sao con dám không giữ? Làm như mọi người thì không ai trách mình. Như vậy là môn đệ của người. Kẻ nào hành động như cổ nhân thì là môn đệ của cổ nhân, kẻ đó chỉ lặp lại những lời của cổ nhân can ngăn vua, nhưng đó là lời của cổ nhân chứ không phải lời của chính mình, cho nên dù có cương trực thì cũng không có tội vì chỉ là theo cổ nhân thôi mà. Con tính làm như vậy, thầy nghĩ có nên không? Trọng Nghi đáp. Không. Biện pháp của anh nhiều quá mà không thông đạt. Anh chỉ tính làm sao cho khỏi bị tội, như vậy cảm hóa nhà vua sao được? Con hết cách rồi. Xin thầy chỉ cho con có biện pháp nào nữa không? Anh trai giới đi rồi thầy sẽ chỉ cho. Làm theo thành kiến mà dễ thành công là trái với lẽ trời. Nhà con nghèo, đã mấy tháng nay con không uống rượu, không ăn thịt, như vậy có thể gọi là trai giới được không? Trọng Ni bảo. Đó là trai giới để tế lễ, không phải là trai giới của tâm, tâm trai. Thưa thầy, thế nào là trai giới của tâm? Anh tập trung tinh thần, không nghe bằng tai mà nghe bằng tâm, không nghe bằng tâm mà nghe bằng cái khí. Tai chỉ nghe được thanh âm, tâm chỉ lãnh hội được hiện tượng, khí vốn hư cho nên dung nạp được vật vật. Đạo ở chỗ hư không, cho nên bảo hư không là trai giới của tâm. Còn khi chưa biết được sự trai giới của tâm thì chỉ cảm thấy có mình thôi, khi đã biết rồi thì không thấy có mình nữa. Như vậy có phải là hư không không? Phải, sự kỳ diệu của chỗ trai giới của tâm là như vậy đó. Thầy bảo anh này, anh có vô nước Vệ thì đừng nên động tâm vì danh lợi. Đua Vệ có nghe lời anh thì anh hay nói, không nghe thì anh đừng nói. Đừng cho họ thấy kẽ hở của mình, công kích được mình, cứ hư tâm mà đợi khi nào không thể không nói được hay nói, như vậy là gần đạt được đạo. Đi mà không chạm đất là điều khó hơn không để lại một vết chân nào trên đất. Giúp việc cho người thì dễ gian dối, giúp việc cho trời thì khó gian dối. Thấy nghe nói có cánh thì bay được, chưa hề nghe nói không cánh mà bay được. Nghe nói dùng trí tuệ thì đạt được tri thức, không nghe nói không dùng trí tuệ mà đạt được tri thức. Từ cái hư không của tâm thần mà phát ra ánh sáng, cái phúc ở cả trong sự hư tính của tâm thần. Tâm thần không hư tính thì gọi là ngồi mà rong ruổi, tọa trì, thân thể ngồi yên mà tâm thần thì lang thang. Người nào có thể khiến cho tai, mắt thành những cảm quan hướng nội mà thông suốt, mà không dùng tâm trí, thì dù quỷ thần cũng phải quy phục, huống hồ là người. Đó là phép thích ứng với mọi biến hóa của vạn vật, cái nút, cái chốt của sự sáng suốt của ông Vũ. Ông Tuấn, cái quy tắc xử sự suốt đời của Phục Hy, kỳ cử huống hồ là bọn người thường. Viên đại phu nước Sở họ Diệp tên Trư Lương, hiệu La Tử Cao, sắp phải đi sứ nước Tề, lại hỏi Trọng Nghi. Vua Sở phó thác cho tôi một sứ mệnh quan trọng. Vua Tề đối với các sứ thần các nước ngoài thường tỏ ra rất cung kính, nhưng rốt cuộc chẳng chịu giúp gì cả. Thuyết phục một người thường đã là khó rồi, huống là một ông vua chư hầu. Tôi ngại quá. Thầy tướng bảo Trư Lương tôi rằng, việc bất luận là lớn nhỏ, ít có việc nào không gây tai hại. Nếu không thành công, thì nhất định là chịu sự trừng phạt của người trên, nếu thành công thì chịu cái họa của âm dương, nghĩa là phải lo lắng, lao tổn tinh thần, bất luận là thành công hay không thành công mà không gây tai hại, thì chỉ bậc hiền đức mới được vậy. Tôi bình thường ăn uống đạm bạc, không cầu món ngon, không cần phải giải nhiệt vì không ăn những đồ bổ mà sinh nóng. Vậy mà sáng được vua giao cho sứ mệnh thì buổi chiều tôi phải uống nước đá nước đóng băng vì lo lắng mà hóa ra nóng cho mình. Chưa thi hành sứ mệnh mà âm dương bất hòa như vậy, nếu sứ mệnh mà thất bại thì bị thêm hình phạt của vua nữa. Làm sao chịu nổi hai nỗi ưu hoạn đó? Làm sao chọn được đạo bể tôi bây giờ? Thầy có điều gì khuyên tôi không? Trọng Ni đáp. Trên đời có hai luật chính là mệnh và bổn phận. Con yêu cha mẹ, đó là mệnh trời vì đó là thiên tính cố kết trong lòng đứa con.
về tôi thờ vua, đó là bổn phận, bất luận thời nào, ở đâu, cũng bị sự thống trị của vua không sao tránh khỏi được, cho nên đó là một luật lớn. Con thờ cha mẹ thì phải thích ứng với mọi hoàn cảnh, như vậy là chí hiếu, bề tôi thờ vua phải chấp nhận mọi sự nguy hiểm, như vậy là tận trung. Người nào làm việc hết lòng thì vui hay buồn cũng không đổi lòng. Biết rằng sự thể không thay đổi được mà an mệnh chấp nhận nó, như vậy là trí đức có đức tuyệt cao. Phận làm tôi, con, thế nào cũng có những điều không được như ý, phải miễn cưỡng làm tròn bổn phận mà quên mình đi, như vậy đâu còn tham sống sợ chết nữa. Ông cứ làm sứ mệnh được giao phó đi. Tôi đã được nghe điều này, xin kể lại, trong việc giao tế với nhau, nếu ở gần nhau thì do tiếp xúc hàng ngày mà tin nhau, nếu ở xa nhau thì chỉ căn cứ vào những lời trung thực của nhau. Những lời này do một người thứ ba truyền đạt những lời vui vẻ. Giận dữ của hai bên là một công việc cực khó. Vì hai bên muốn làm vui lòng nhau thì họ tâng bốc nhau lên, nếu giận nhau thì họ không tiếc lời trách móc nhau. Cái gì quá mức tất không đúng sự thực, không làm cho người ta tin được. Người nào truyền đạt những lời gây lòng nghi ngờ thì tất gặp tai họa. Cho nên cách ngôn có câu, truyền những lời bình thường thôi, đừng truyền những lời quá lố, như vậy may ra bảo toàn được thân. Như người đấu võ, mới đầu nghiêm chỉnh lắm, rồi sau mới dùng ngón ngầm, rốt cuộc sẽ dùng cả trăm quỷ kế để hạ đối phương. Người uống rượu mới đầu lễ độ rồi sau say sưa, hỗn loạn, hóa ra phóng đãng. Mọi việc đều như vậy, mới đầu nhã nhặn, rồi sau thô tục, mới đầu là chuyện nhỏ, sau thành đại họa. Lời nói như sóng gió, mà việc truyền đạt thì có đắc có thất, lỡ lời. Sóng gió dễ nổi lên, sự đắc thất cũng bất thường, như sóng gió, dễ sinh ra nguy hiểm. Sở dĩ người ta nổi giận vì những lời nói quá của người kia. Con thú bị dồn vào đường cùng, sắp chết, nổi giận hóa. Với người thợ săn, kẻ dưới bị người trên đối xử hà khắc quá thì cũng bất giác nảy ra ý hãm hại người trên. Những ý nghĩ bất giác như vậy rồi sẽ đưa tới đâu? Cho nên cách ngôn có câu, đừng sửa đổi mệnh lệnh của vua. Đừng miễn cưỡng làm quá để thành công. Cái gì vượt quá mức tức là quá độ. Sửa đổi mệnh lệnh, miễn cưỡng làm quá thì sẽ hỏng việc. Cho nên giải pháp tốt nhất là phải thủng thẳng. Việc hỏng rồi khó sửa lại được. Vậy chẳng nên thận trọng ư? Nên vượt ra ngoài sự vật mà tiêu giao tự tại, thuận theo lẽ tất nhiên để dưỡng tâm, đó là đạt được đạo. Ông không cần thêm ý kiến của ông, cứ làm theo lệnh của vua. Đó là một việc khó đấy. Nhan Hạc, một người hiền nước lỗ, được rồi làm sư phó cho thái tử của Vệ Linh Công, lại thỉnh giáo Cử Bá Ngọc, bảo. Có một người bản tính tàn bạo, hiếu sát, để cho nó làm theo ý nó thì tất hại cho nước tôi. Nếu ngăn cản nó thì nguy hiểm cho tính mạng tôi. Trí tuệ của nó chỉ đủ để thấy người khác lầm lỗi mà không hiểu tại sao họ lầm lỗi. Đối. Phải làm sao bây giờ? Cử Bá Ngọc đáp. Câu hỏi của ông hay lắm. Ông nên cẩn thận, giữ gìn đừng lầm lỗi. Ngoài mặt nên nhã nhặn, thân mật, trong lòng nên hòa thuận. Như vậy vẫn có thể có tai họa được. Nhã nhặn, thân mật nhưng đừng nhu nhược dung túng kẻ đó phạm tội, lòng hòa thuận nhưng đừng phô trương. Ai nhã nhặn, thân mật tới nhu nhược, bị kẻ ác đồng hóa thì sẽ sa đọa. Ai khoa trương sự hòa thuận là muốn cầu danh, mưu mô hại người. Học trò ông còn là một đứa con nít thì ông cũng làm ra vẻ con nít như nó hành động không có phép tắc, ông cũng làm bộ không giữ phép tắc với nó phóng đãng, ông cũng làm bộ phóng đãng với nó, như vậy ông lần lần sửa đổi được nó. Ông có thấy con bọ ngựa đưa càng lên định ngăn chiếc xe không? Nó không thấy việc đó không thể làm được vì nó quá tự cao tự đại. Ông phải coi chừng đấy, phải thận trọng. Nếu ông khoe tài ông mà xúc phạm học cho ông thì ông gần như con bọ ngựa đó. Ông có biết người ta nuôi cọp ra sao không? Người ta không. Con vật còn sống hoặc ăn trọn một con vật chết, sợ như vậy sẽ kích thích bản tính hung dữ hiếu sát của nó. Phải cho nó ăn đúng giờ, tùy theo nó vui vẻ hay hung dữ mà thuần phục nó. Hổ không cùng một loài với người, nhưng biết thuận theo tính tình nó thì nó cũng tỏ vẻ làm vui lòng người nuôi nó. Nó vù người nuôi nó chỉ vì người này làm trái tính nó. Một người yêu ngựa tới nỗi dùng sọt hứng phân nó, dùng vỏ sò lớn hứng nước tiểu nó. Một hôm muỗi bu trên mình ngựa, người đó vô ý đập muỗi mạnh quá, ngựa kinh hoàng, cắn bể hàm thiếc, rồi làm nát đầu và ngực người nuôi. Bản ý người đó tốt mà bị hại như thế đấy. Vậy ông chẳng nên thận trọng ư? Một người thợ một tên Thạch, qua nước Tề, tới một chỗ tên là Khúc Biên, thấy trên nền xã, nơi tế thổ thần, có một cây lịch. Tàn lá nó che được cả ngàn con bò, vòng thân nó tới cả trăm vi, nó cao như núi. Lên khỏi mặt đất tám trượng rồi mới đâm cành. Có tới một chục cành lớn có thể khoét làm thuyền được. Người ta ùn ùn kéo nhau tới. À không thèm nó, cứ tiếp tục đi. Người học trò tập nghề nhìn cây ấy một hồi lâu lại nói với thầy, từ khi con theo thầy học nghề, chưa bao giờ con thấy khúc gỗ lớn như vậy. Tại sao thầy không ngừng lại coi? Người thợ cá bảo. Tôi,
đừng nói nữa. Cây đó vô dụng. Dùng để đóng thuyền chìm, để đóng quan tài mau nát, để làm cánh cửa thấm nước, để làm đồ dùng mau hư, để làm cột nhà mau bị mối, mọt. Không dùng được việc gì cả. Chính vì nó vô dụng nên mới thọ được như vậy. Sau khi về nhà, người thợ cả nằm mê thấy cây của thổ thần đó hiện lên bảo, tại sao chú cứ so sánh như vậy? Chú muốn ta giống với những cây hữu dụng ư? Khi cây tra, cây lê, cây quất, cây bưởi có trái chín thì chúng bị tàn phá, cành lớn bị bẻ gãy, cành nhỏ bị vặt chúi. Vì chúng hữu dụng nên khốn khổ suốt đời và chết sớm. Thế là tự chúng gây sự tàn phá cho chúng. Những vật nào hữu dụng cũng đều như vậy cả. Đã từ lâu ta cầu được vô dụng, mấy. Như sở nguyện đấy. Sự vô dụng đó rất hữu ích đối với ta. Nếu ta dùng được vào việc gì thì làm sao sống lâu mà to lớn được như vậy. Chú và ta đều là sinh vật cả. Một sinh vật làm sao phán đoán được một sinh vật khác. Một người vô dụng sắp chết như chú làm sao biết được thế nào là một cây vô dụng. Người thợ cả tỉnh dậy, kể lại giấc mộng cho học trò nghe. Người này hỏi, cây đó đã cầu được vô dụng, thế thì tại sao lại làm cây tượng trưng thổ thần? Người thợ cả đáp, im đi, đừng nói nữa. Nó tạm dựa vào thổ thần như vậy để những kẻ không hiểu nó khỏi chê nó là vô dụng. Nếu nó không tượng trưng cho thổ thần thì bị người ta đốn rồi còn gì. Cách tự bảo toàn của nó thật khác thiên hạ, lấy thường tình mà chê trách nó, chẳng là sai lầm quá ư. Nam Bá Tử Kỳ tới đồi thương, thấy một cây lớn lạ lùng, tàn nó có thể che cả ngàn cỗ xe bốn ngựa. Ông ta tự hỏi, cây này là cây gì? Nó dùng được vào việc gì không? Từ dưới nhìn lên, những cành nhỏ cong queo của nó không? Thân to lớn nước nghẻ, đầy mắt của nó không làm quan tài được. Liếm lá của nó thì miệng sẽ loét lỡ. Nó hôi thối, chỉ ngửi thôi cũng hóa điên, mê sảng suốt ba ngày. Rồi Tử Kỳ tự kết luận. Cây đó thật vô dụng cho nên mới lớn được như vậy. Bậc thần nhân cũng cầu được bất tài như cây đó. Nước Tống, ở một nơi tên là Kinh Thị, mọc nhiều cây thu, cây bách, cây dâu. Những cây mà thân vừa một chết tay, thì bị đốn làm cọc cho khỉ. Những cây vừa một ôm thì dùng làm giường cột cho những nhà lớn. To hơn nữa thì khoét làm quan tài cho những thương gia giàu có và các nhà sang trọng. Vì vậy mà những cây đó bị búa rìu đốn, không hưởng hết tuổi thọ. Vì chúng hữu dụng nên mới bị họa. Thời xưa, bọn thầy Pháp không dùng con bò trắng trắng, con heo móng cong, và đàn ông bị bệnh trĩ liệng xuống sông để tế thần, vì cho như vậy là bất tường. Nhưng chính thần nhân thì lại cho vậy là đại cát. Xưa có một người hình thù kỳ quái, cằm phòng xuống tới dưới bụng. Xương sống đưa lên trời, ngũ tạng tức tâm, can. Tỳ, phế, thận nằm lộn ngược lên phía trên trong ngực, hai đùi đưa lên tới ngang sườn. Hắn may vá, giặt rịa cho người khác, đủ ăn. Hắn vét hột trong các thùng lúa đủ nuôi 10 người. Khi có lệnh trưng binh, hắn khoanh tay mà đi thong dong trong đám đông. Khi có lệnh bắt sâu, hắn được miễn vì tàn tật. Khi nhà nước cứu giúp các người tàn tật thì hắn được 3 chung lúa và 10 bó củi. Một kẻ hình thù kỳ quái mà tự túc được và hưởng hết tuổi thọ của trời, huống hồ là người làm bộ có đức tính kỳ quái. Khổng Tử qua nước Sở. Một người cùng nước Sở là Tiếp Dư tới trước nhà Khổng Tử, hắt. Con phượng kia. Sao mà đức suy như vậy? Không thể biết trước được tương lai. Không thể trở lui được về di vãng. Khi thiên hạ thịnh trị, thì thánh nhân thực hiện sứ mệnh mình. Khi thiên hạ loạn lạc, thì thánh nhân bảo toàn thân mình. Như thời này thì chỉ cầu đừng bị hình phạt. Hạnh phúc nhẹ hơn cái lông. Mà không biết ai. Hơn trái đất. Mà không ai biết tránh nó. Tôi đi, đừng mong lấy đức cảm hóa người. Nguy thay, đừng tự làm khổ mình nữa. Gai góc, đừng ngăn bước đường của ta. Đi vòng quanh, đừng để gai đâm vào chân. Cây trên núi tự rước lấy búa rìu vào thân, mỡ tự dẫn lửa nên phải cháy, cây quế ăn được nên bị lột vỏ, cây sơn nhựa dùng được nên bị rạch vỏ. Ai cũng biết chỗ dùng được của vật hữu dụng, mà không biết chỗ dùng được của cái vô dụng. Chương 5 Đức Sung Mã và Tự Nhiên. Tại nước Lỗ có người cụt chân tên là Vương Đài. Số đệ tử theo học cũng ngang với Trọng Nghi. Thương Quý hỏi Trọng Nghi. Vương Đài cụt mất một chân, vậy mà ở nước Lỗ bọn đệ tử đông như môn đệ của ông. Khi đứng, hắn không giảng dạy gì cả, khi ngồi hắn cũng không nghị luận gì cả, mà đệ tử khi tới học không biết gì cả, khi thôi học thì trí, đức sung mãn. Vậy là có một cách dạy mà không nói, mặc nhiên mà cảm hóa được chăng? Con người đó ra sao? Trọng Nghi đáp. Tham. Tôi muốn nhận ông ấy làm thầy, huống hồ là những người còn kém tôi. Mà nào phải riêng nước Lỗ mà thôi, tôi còn muốn dắt cả thiên hạ lại học ông ấy nữa kia.
Con người cụt chân ấy mà hơn ông thì chắc hơn các người thường nhiều lắm. Đời sống nội tâm của ông ấy ra sao? Trọng Nghi đáp. Sống, chết là việc lớn, mà ông ấy coi thường, trời đất có sập, ông ấy cũng không bị hủy diệt, ông ấy xét kỹ cái chân thực, không bị cái giả làm mê hoặc, ông ấy biết rằng vạn vật đều biến hóa, nên giữ cái căn bản chân chính. Như vậy là nghĩa làm sao? Xét chỗ dị biệt của vạn vật thì lá gan và trái mật khác nhau cũng như nước sở và nước Việt, xét chỗ giống nhau thì vạn vật chỉ là một. Biết được cái lẽ ấy thì không để ý đến sự nhận thức của tai mắt nữa, mà tâm linh bao du ở chỗ hài hòa của vũ trụ. Đã thấy vạn vật là một thì không thấy có cái gì mất nữa. Cho nên vương đài cho mình mất một chân cũng như mất một cục đất vậy thôi. Thương quý hỏi. Ông ấy. Cái tâm của ông, rồi do cái tâm đó mà hiểu được cái tâm bất biến của mọi thời, như vậy thì có gì mà thiên hạ quy phụ ông ấy. Người ta không soi bóng vào một dòng nước chảy mà vào một dòng nước đứng. Vậy thì chỉ cái gì ngưng lặng mới làm cho người khác ngưng lặng được. Những vật thụ mệnh ở đất do đất sinh ra, chỉ có loài tùng, loài bách là giữ được chính khí, nên mùa đông cũng xanh như mùa hè. Những người thụ mệnh ở trời, duy chỉ có nghiêu, thuấn là giữ được chính khí, nên đứng đầu vạn vật, hai ông ấy sửa mình cho ngay được, nên sửa được những người khác cho ngay. Thấy người nào không sợ là biết người đó bảo toàn được chính khí, như một võ sĩ một mình dám đột nhập vào chỗ thiên quân vạn mã. Võ sĩ đó muốn cầu danh, lập công mà còn như vậy, huống hồ một người muốn làm chủ vũ trụ, bao gồm vạn vật, coi thân thể mình như chỗ cư ngụ tạm, coi thanh sắc là ảo tưởng, dùng trí lực mà thấy được mọi hiện tượng là thuần nhất, còn lòng thì không. Lửa ngày lên trời, cho nên mọi người tự nhiên quy phụ, chứ người đó đâu có quan tâm tới họ. Thân Đồ Gia cụt một chân, cùng với Tư Sản nước Trịnh theo học bá hôn vô nhân. Tư Sản bảo với Thân Đồ Gia, nếu tôi ra trước thì anh ở lại một chút rồi sẽ ra sau, nếu anh ra trước thì tôi ở lại rồi ra sau. Hôm sau, hai người cùng ngồi một phòng, chung một chiếu. Tử Sản bảo Thân Đồ Gia, chúng mình đã hẹn với nhau ai ra trước thì người kia ở lại. Bây giờ tôi muốn ra trước, anh ở lại đây một chút được không? Anh thấy tôi là một vị đại thần cầm quyền mà anh không tránh tôi, bộ anh ngang hàng với viên đại thần cầm quyền ư? Thân Đồ Gia đáp, ở trong nhà thầy mà có đại thần cầm quyền nữa ư? Anh tự khoe như vậy thì chỉ tỏ rằng anh kém người khác thôi. Tôi nghe nói, gương mà sáng thì không bị bụi đóng vào, nếu bị bụi đóng vào thì gương bị mờ. Ở với hiền nhân lâu thì không còn lầm lỗi nữa. Nay anh học đạo của thầy, noi gương thầy, mà còn ăn nói như vậy, chẳng phải. Ở tranh hiền với vua Nghiêu, xét hành vi của anh đi, không đủ cho anh phản tĩnh sao? Nhiều người không nhận lỗi của mình, tự cho bị chặt chân là oan. Nhưng rất ít người nhận lỗi của mình mà tự cho rằng mình không đáng còn giữ hai chân. Biết rằng sự thể không làm sao khác được mà vui lòng thuận mệnh, chỉ bậc hiền đức mới được như vậy. Ai mà đi ngang qua đường bắn của ông Nghệ thì thế nào cũng bị một mũi tên, may mà thoát được là người mạng tốt đấy. Nhiều người còn cả hai chân, mỉa mai tôi. Trước kia tôi nổi giận lên, nhưng từ khi lại học thầy thì bỏ được giận mà bình tĩnh lại, không biết có phải được cái hiền đức của thầy gột rửa cho tâm hồn tôi không? Tôi đã theo học thầy 19 năm rồi. Mà thầy không hề thấy tôi cụt chân. Anh và tôi lại đây đều để sửa nội tâm mà anh lại chê cái hình hài của tôi, như vậy chẳng phải là lầm ư? Tử Sản nghe vậy, xấu hổ, đỏ mặt lên bảo. Tôi, bỏ chuyện đó đi, đừng nói nữa. Nước Lỗ có một người tên là Thúc. Anh ta khập khiễng lại thăm Trọng Nghi. Trọng Nghi bảo, vì không cẩn thận, nên bị vậy, bây giờ lại thì trễ rồi. Người kia đáp, tôi chỉ vì không có kinh nghiệm. Không giữ được thân thể, nên mất mấy ngón chân. Hôm nay lại đây là muốn bảo tồn cái gì quý hơn chân kia. Mới tới tôi tưởng thầy như trời, không vật gì không che, như đất, không vật gì không trở, ngờ đâu thầy lại đáp như vậy. Trọng Ni bảo, khâu này nông nổi, thầy vô đi, có điều gì xin giảng cho tôi nghe. Người cụt ngón chân bỏ đi, không đáp. Trọng Ni bèn bảo môn đệ, các anh gắng lên nhé. Người cụt ngón chân kia còn gắng học để sửa lỗi cũ, thì lẽ nào? Thân thể còn vẹn toàn như các anh lại không chịu cố sức học tập. Người cụt ngón chân đó kể lại chuyện ấy cho Lao Đăng nghe, rồi hỏi. Khổng Khâu chưa là bậc trí nhân ư? Sao mà dạy nhiều học trò để cầu danh như vậy? Hình như ông ấy dùng những lời kỳ quái, ngụy biện để được danh tiếng, không hiểu rằng một bậc trí nhân chỉ coi cái đó. Cái khả và cái bất khả thì cũng như nhau. Như vậy may ra cởi được gông cùm cho ông ấy. Trời phạt ông ấy như vậy rồi, làm sao tôi cởi gông cùm cho ông ấy được? Vua Ai Công Nước Lỗ bảo Trọng Nghi. Nước Lỗ có một người tên là Đà Xấu Như Quỷ, người ta gọi nó là thằng Quỷ Đà. Người đàn ông nào ở chung với hắn,
hễ xa hắn là nhớ. Thiếu nữ nào đã trông thấy hắn rồi thì về thưa với cha mẹ thà làm vợ bé hắn còn hơn là vợ cả một người nào khác. Số thiếu nữ đó có trên 10. Không hề nghe hắn sướng suốt điều gì, chỉ thấy hắn phụ hòa thôi. Hắn không có quyền vị gì để cứu mạng cho ai, cũng không có tiền cứu đói cho người khác, mà lại xấu xí làm cho mọi người phát sợ. Hắn chỉ phụ họa chứ không sướng xuất, mà kiến thức của hắn không vượt khỏi phạm vi trong nước, nghĩa là không rộng gì. Ấy thế mà đàn ông đàn bà bu lại chung quanh hắn, chắc hắn phải có gì khác người. Trẫm triệu hắn tới xem. Trẫm giao trước đó cho hắn. Hắn thờ ơ, có vẻ như chịu nhận, lại có vẻ như muốn tử. Trẫm thấy ngượng. Sau cùng hắn nhận. Chẳng bao lâu hắn bỏ chấm mà đi. Chấm dầu dĩ như người mất một cái gì. Không còn hắn thì chấm vui với ai trong nước này đây? Hắn là con người ra sao? Trọng Ni đáp. Có lần Khâu này đi sứ qua nước Sở, thấy cảnh này, một con heo cái mới chết, đàn con đang bú vú mẹ, bỗng chúng hoảng hốt bỏ mẹ mà chạy tứ tán, vì chúng thấy rằng mẹ không nhìn chúng nữa, có cái gì khác rồi. Chúng yêu mẹ không phải là yêu cái thân thể, mà yêu cái tinh thần làm cho hình thể sinh động. Chôn cất kẻ tử trận không ai dùng những đồ trang sức vũ khí để trang sức quan tài. Kẻ cụt chân không thích giày dép. Vì đối với họ những vật đó mất cái công dụng cố hữu rồi. Bọn cung nữ nào được cử vào hầu hạ vua ban đêm thì không được cắt móng tay, xỏ thai, đàn. Những người thân thể được toàn vẹn còn được trọng như vậy huống hồ là những người tâm hồn được toàn vẹn. Tên đả xấu xí như quỷ kia không nói gì mà được nhà vua tin cậy. Không có công lao gì mà được nhà vua quý mến, giao việc nước cho hắn mà sợ hắn từ chối, như vậy tài của hắn phải toàn vẹn mà đức của hắn không hiện ra nên người ta không thấy. Ai công hỏi, thế nào là tài toàn vẹn? Trọng Ni đáp, từ sinh, đắc thất, cung đạt, giàu nghèo, hiền ngu, chê khen, đói khát, nóng lạnh, đó là những biến hóa của sự vật, sự chuyển vận của luật trời như ngày rồi đến đêm, mà không ai biết gốc ở đâu. Ai đạt được lẽ ấy, thì tâm thần không bị hỗn loạn, ngày đêm giữ được cái khí thuần hòa. Ung dung, vui vẻ như khí xuân mà thích ứng với mọi sự biến hóa. Như vậy có cái tài toàn vẹn. Thế nào là đức không hiện ra? Nước thật yên lặng rồi thì mực nước bình, vì vậy mà nó có thể làm chuẩn tắc cho mọi việc, nó giữ được mực của. Một môn đệ của Trọng Ni là Mẫn Tử Khiêm. Khi mới lên ngôi, chấm giữ kỷ cương mà dắt dân. Lo cho đời sống của dân, tự cho như vậy là thông đạt lắm rồi. Nay nghe lời của bậc trí nhân tức Trọng Nghi, chấm ngại rằng mình không thực có đức, đã khinh suất mà làm hại nước. Chấm với Khổng Khâu không phải là vua tôi, chỉ là bạn bè lấy đức giao du với nhau thôi. Một người bù, chân quẹo, không có môi, lại thuyết vua Linh Công nước vệ. Nhà vua thích quá tới nỗi thấy người nào bình thường cũng chê là cầu ngẳng. Một người có một cái điệu lớn như cái hủ ở cổ lại thuyết vua Hoàn Công nước tề. Nhà vua thích quá tới nỗi thấy người nào bình thường cũng chê là cầu ngẳng. Vậy có đức lớn thì có thể làm cho người khác quên hình thể xấu xa kỳ quái của mình đi. Người nào không quên cái đáng quên tức hình thể, mà quên cái không đáng quên tức cái đức. Cầu thúc người ta, đức huệ là thứ tiếp dẫn, công nghệ cũng, đáng khinh, như thương mại. Thánh nhân không mưu tính cái gì, đâu cần tới trí tuệ, không méo gọt cái gì, đâu cần tới keo. Không mất cái gì đâu cần phải tiếp dẫn. Không chế tạo cái gì, đâu cần đến thương mại. Bốn đức đó không dùng trí tuệ, không dùng lễ tín, không dùng đức huệ, không chế tạo của thánh nhân gọi là thức ăn của trời, nghĩa là thánh nhân được trời nuôi. Đã được trời nuôi, thì còn cần gì đến người nữa? Tuy có hình thể con người mà không có tình cảm con người. Vì có hình thể con người nên sống chung với con người. Vì không có tình cảm con người nên không bị quan niệm thị phi làm bận lòng. Thánh nhân nhỏ xíu vì thuộc về loài người, nhưng lại vĩ đại vì đồng thể hoặc hòa hợp với trời. Huệ tử hỏi Trang tử. Con người vốn vô tình sao? Trang. Hỏi. Nhưng đã là người thì làm sao không có tình cho được? Trang tử đáp. Cái ông gọi là tình đó, tôi không gọi nó là tình. Tôi bảo vô tình là thế này, không để yêu, ghét làm thương tổn thiên tính, cứ theo luật tự nhiên, đừng làm gì thêm cho đời sống cả. Đừng làm gì thêm thì làm sao bảo tồn được thân thể. Đạo cho ta dòng mạo ấy, trời cho ta hình thể ấy, thì đừng để cho sự yêu, ghét làm thương tổn thiên tính. Hiện nay ông hướng tinh thần vào ngoại vật làm lao khổ tinh lực ông,
dựa vào cây mà biện luận, gục vào cái án mà ngủ. Trời cho ông hình hài mà ông dùng nó để phiếm luận về cứng và trắng. Chương sáu đạo là đại tôn sư của tôi. Biết được thiên đạo và nhân sự, đó là đạt được mức cao nhất của tri thức. Biết được thiên đạo là biết rằng vạn vật do tự nhiên sinh ra, vậy thì phải theo tự nhiên. Biết được nhân sự là... Hưởng hết tuổi trời, khó chết hiểu. Như vậy là tri thức cao minh nhất. Nhưng tri thức cũng có cái lụy của nó, vì tri thức nào cũng phải có đối tượng rồi mới biết được là đúng hay sai, mà đối tượng lại không xác định được. Chẳng hạn làm sao biết được cái mà tôi gọi là trời đó không phải là người, và cái tôi gọi là người đó không phải là trời. Với lại chỉ bậc chân nhân mới có được chân tri. Thế nào là chân nhân? Bậc chân nhân thời cổ không chê ít, không khoe thành công, không cầu kẻ sĩ tới với mình, một người như vậy có lầm lỗi cũng không hối hận, có làm điều tốt cũng không tự đắc, lên cao cũng không run sợ, vô nước không ướt, vì tri thức đạt được đạo rồi. Chân nhân thời cổ ngủ không nằm ngậu, thức dậy không ưu tư, không ăn thức ngon, thở chầm chậm, vì hơi thở từ gót chân mà lên chớ không phải từ trong họng phát ra. Người nào khi nghị luận bị người ta áp đảo thì lời phát ra như tiếng uộc. Người nào thì sinh ra không thấy làm vui, chết đi không thấy làm buồn, không cự tuyệt, hốt nhiên tới rồi hốt nhiên đi, thế thôi, không quên mình ở đâu mà ra, cũng không cầu được chết, vui vẻ tiếp nhận cái gì tới, rồi khi mất cái đó thì cho nó trở về với tự nhiên. Như vậy là không đem cái tâm của mình làm tổn thương đạo, không dùng sức người giúp sức trời, bất dĩ nhân trợ thiên, cho nên gọi là chân nhân. Như vậy thì lòng hết mọi sự, nét mặt thanh thản, chán nở nang sáng sủa, vẻ nghiêm túc như khí thu mà ấm áp như hơi xuân. Vui hay giận đều vô tâm, tự nhiên như bốn mùa chuyển vần, thích nghi với vạn vật mà không biết được dấu vết. Cho nên thánh nhân có thể dùng binh được, diệt nước địch mà không mất lòng dân nước đó, ân huệ truyền tới vạn đời mà không phải vì lòng yêu người. Ai thích người khác uy phụ mình thì không phải là thánh nhân, ai ban ân huệ cho riêng một người nào thì không phải là có đức nhân, ai. Là quân tử, ai cầu danh mà đánh mất chân tính thì không phải là kẻ sĩ, ai đánh mất cá tính của mình thì không chỉ huy người khác được. Như Hồ Bất Giai, Vũ Quang, Bá Di, Thúc Tể, Cơ Tử, Tư Dư, Kỳ Tha, Thân Đồ Địch, đều bị người sai khiến, hành động theo lý tưởng của người chứ không phải là của chính mình. Chân nhân thời cổ có vẻ uy nghi mà không kiêu căng, khiêm tốn mà độc lập, nhân cách khác người mà lòng thì hư tính, không thích khoe khoang, lâm lâm như cực kỳ vui vẻ, bất đắc dĩ mới xử sự, nét mặt hòa nhã nên ai cũng muốn được thân cận, khoan dung đại độ nên ai cũng muốn quý phụ, tự do nên không ai áp chế được, trầm mặc như ở sau một cánh cửa đóng, vô tâm với thế sự như người quên mất ngôn ngữ. Một người như vậy coi hình pháp là thân thể, lễ nghi là cặp cánh, trí tuệ là thủ đoạn để ứng phó, đạo đức là thuận thiên tính. Coi hình pháp là thân thể mình, nên khoan hồng khi để ứng phó, nên chỉ hành động khi bất đắc dĩ, coi đạo đức là thuận thiên tính nên dễ dàng đạt được mục đích, như người có hai chân leo lên được ngọn đồi, không khó nhọc mà được mọi người coi là rất hoạt động. Đối với người đó, ưa và ghét chỉ là một. Hợp nhất với bất hợp nhất thì cũng vậy, theo lẽ trời thì là hợp nhất, theo phép người là không hợp nhất. Nhưng ai coi trời với người là một, không đối lập nhau, thì là chân nhân. Sống hay chết đều do mạng trời, cũng như có đêm có ngày, cái gì mà loài người không thể can dự vào để thay đổi được thì là tình hình cố hữu của vạn vật. Người ta coi trời là cha, và yêu trời, thế thì cái siêu việt hơn trời lại chẳng đáng yêu sao. Người ta coi vua là bề trên của mình mà hy sinh cho vua, thế thì chân lý tức cái đạo lại chẳng đáng cho mình hy sinh sao. Suối mà cạn thì cá cùng trốn với nhau trong bùn, pha hơi cho nhau, phun rãi nước vào nhau, như vậy. Nhiều và kiệt cũng như nhau nghĩa là quên thiện và ác, không phân biệt người tốt người xấu nữa. Vũ trụ cho ta cái hình hài, cho ta sống để ta lao khổ, cho ta già để ta an nhàn, cho ta chết để ta nghỉ ngơi, vậy coi sống là cái phúc thì cũng phải coi chết là cái phúc. Cất thuyền trong cái hang, giấu núi trong cái chẳng. Như vậy là chắc chắn. Nhưng nửa đêm một đấng vạn năng lại khiêng cả đi thì người đương ngủ không biết được. Chỉ có người nào đem vũ trụ cất vào trong vũ trụ mới không còn sợ mất nữa, vì người đó hiểu được cái lý bất biến của mọi vật. Có hình thể con người cũng đủ cho ta mừng rồi. Mà hình thể con người chỉ là một hình thức của hàng vạn sự biến hóa của vũ trụ. Vậy thì ngắm những biến hóa vô cùng của vũ trụ còn thích đến đâu. Cho nên thánh nhân muốn trở về cái gốc chung của vạn vật. Mình nên bắt chước người nào coi thọ hay hiểu đều là tốt cả. Sinh tử đều là tốt cả, huống hồ người. Đạo có thực và tồn tại,
nhưng vô vi mà không có hình trạng. Có thể truyền nó được mà không thấy nó được. Nó tự là gốc của nó, trước khi có trời đất đã có nó rồi. Nó tạo ra quỷ thần, thượng đế, nó sinh ra trời đất. Nó ở trên thái cực mà không cao, ở dưới lục cực mà không sâu, có trước trời đất mà không phải là trường cửu, có trước thời thượng cổ mà không phải là già. Vua Hy Vi nhờ nó mà hòa hợp được trời đất, vua Phục Hy nhờ nó mà tập hợp nguyên khí, sao Bắc Đẩu nhờ nó mà vị trí không thay đổi, mặt trời mặt trăng nhờ nó mà vận hành không ngừng, thần Kham Phôi nhờ nó mà làm chủ núi Côn Lôn, thần Phùng Di nhờ nó mà rong chơi trên sông lớn, thần Kiên Ngô nhờ nó mà ở trên đỉnh núi Thái Sơn, vua Hoàng Đế nhờ nó mà lên được mây xanh, vua Chuyên Húc nhờ nó mà ở trong cung phía Bắc, thần Ngu Cường nhờ nó mà làm chúa trên Bắc Cực, Tây Vương Mẫu nhờ nó mà ngự trên núi Thiếu Quang. Không ai biết nó khởi. Ở Vũ Đình, thống trị thiên hạ, rồi sau khi chết thành một trong những ngôi sao trên trời, ở vào khoảng giữa sao Đông Duy và sao Kỳ Vĩ. Nam Bá Tử Quỷ hỏi Nhữ Hữu, ông tuổi đã cao mà sao sắc diện còn trẻ như vậy? Nhữ Vũ đáp, tôi đã đắc đạo. Đạo học được không? Không, không được. Ông không phải là người học được đạo. Ông Bốc Lương ỷ có cái tài của thánh nhân mà không có cái đạo của thánh nhân. Tôi có cái đạo của thánh nhân mà không có cái tài của thánh nhân. Nếu tôi đem cái đạo của thánh nhân mà dạy cho ông ấy thì ông ấy có thành thánh nhân ngay được không? Không được. Đem cái đạo của thánh nhân dạy cho người có cái tài của thánh nhân là việc dễ, vậy mà tôi cũng bảo ông ấy phải tốn công luyện tập mới được. Đây là kinh nghiệm của tôi, sau 3 ngày, tôi coi thiên hạ như hư không. Đã coi thiên hạ như hư không rồi, tôi lại tập 7 ngày. Có cảm giác đó rồi mới thấy được vạn vật chỉ là một. Thấy vạn vật chỉ là một rồi, sau mới vượt được cổ kim không bị thời gian hạn chế nữa, vượt cổ kim rồi sau đó mới vô được coi không có sống có chết. Bậc chủ tể giết sinh mệnh thì không chết, bậc đó sinh ra sinh mệnh mà cũng lại không sinh. Bậc đó có thể giữ hết, và tiếp nhận hết vạn vật, hủy hoại được hết, dựng lên được hết. Như vậy gọi là lúc nào cũng bình thản, lúc nào cũng bình thản thì trong những biến hóa, nhiễu loạn nào lòng cũng thanh tĩnh. Nam Bá Tử Quỳ hỏi, ông học ai mà đắc đạo? Tôi học được của con của mực, con của mực là cháu của sự đọc sách, cái này lại do sự sáng suốt mà ra, sáng suốt lại do chú ý do sự siêng năng do ca hát tức thích thú, mà ra, ca hát do sự tối tăm tịch mịch do sự hư không do cái không có khởi thủy mà ra. Tử tự, tử dư, tử lê, tử lai nói chuyện. Được sống chết, còn mất chỉ là một. Thì người đó là bạn của chúng ta. 4 người đều nhìn nhau cười, đồng ý và kết bạn với nhau. Chẳng bao lâu Tử Dư đau, Tử Tự lại thăm. Tử Dư bảo, vĩ đại thay, tạo hóa. Tạo hóa đã làm cho thân thể tôi có quắp lại như vậy. Vì lưng Tử Dư cong, xương sống lòi ra, ngũ tạng đảo lộn lên trên, cam đưa xuống tới rốn, vai nô lên khỏi đầu, tóc dựng ngược, do âm dương thác loạn cả. Nhưng lòng bình tĩnh, ông lết tới giếng, soi bóng xuống giếng, than. Tôi tạo hóa làm sao cho thân thể tôi có quắp như vậy? Tử Tự hỏi. Anh có thấy gớm không? Không, tại sao lại thấy gớm? Nếu tạo hóa muốn biến cánh tay trái tôi thành con gà thì tôi nhân đó mà gáy sáng. Nếu biến tay phải tôi thành cây cung thì tôi sẽ nhân đó mà bắn con chim hào đem vây quay. Nếu biến đít tôi thành bánh xe, tinh thần tôi thành ngựa thì tôi sẽ nhân đó mà thắng xe. Với lại đắc là nhờ thời. Như vậy là huyền giải bị treo lên mà bây giờ được cởi dây cho, người ta không biết tự cởi cho mình thì sẽ bị kết chặt với vật, mà vật thì không bao giờ thắng trời được. Vậy thì tại sao tôi lại gớm? Ít lâu sau Tử Lai đau, thở hổn hển, sắp chết. Vợ con đứng vây chung quanh mà khóc. Tử Lê lại thăm, bảo họ, đi chỗ khác đi, đừng làm kinh động người sắp biến hóa. Rồi đứng tựa cửa, nói với Tử Lai, tạo hóa vĩ lại thay, sắp làm gì anh đây? Sắp đưa anh đi đâu? Biến anh thành gan một con chuột hay chân một con trùng? Tử Lai đáp, cha mẹ đưa con đến đâu thì con phải vâng lệnh. Âm dương tức tạo hóa đối với người khác gì cha mẹ đối với con. Nếu âm dương bắt tôi chết mà tôi không tuân thì tôi là kẻ ngỗ nghịch chứ âm dương có lỗi gì đâu. Vũ trụ cho ta cái hình hài, cho ta sống để ta lao khổ, cho ta già để cho ta an nhàn, cho ta chết để ta nghỉ ngơi. Vậy coi sống là cái phúc thì cũng... Bảo, tôi muốn làm cây kiếm mặc ra, thì người thợ đúc tất cho đó là một vật bất tường. Cũng vậy, nếu có một người sắp chết bảo, tôi muốn còn làm người,
thì tạo hóa tất cho kẻ đó là bất tường. Trời đất là cái lò đúc lớn mà tạo hóa là người thợ đúc lớn, chúng ta chết rồi đi đâu mà không được. Tử sinh như giấc mộng, hốt nhiên ngủ, rồi lại hốt nhiên tỉnh dậy. Tử Tăng Hộ, Mạnh Tử Phản và Tử Cầm Trương, ba người kết bạn với nhau, bảo. Ai có thể liên hệ với nhau mà không để lộ sự liên hệ ấy, giúp đỡ lẫn nhau mà vẫn vô tâm, ai có thể bay lên trời ngao du trong mây, nhảy nhót trong chỗ vô cực, quên hết sinh tử. Ba người nhìn nhau cười, đồng ý và quyết kết bạn với nhau. Không bao lâu, Tử Tăng Hộ chết. Khi chưa chôn, Khổng Tử hay tin, sai Tử Cống đến giúp việc ma chay. Tử Cống tới, một trong hai người bạn của người chết nghĩ ra một khúc hát để người kia hòa bằng đờn cầm. Tử Cống bèn chạy lại bảo. Xin hỏi hai ông, người chết nằm đó mà đờn ca như vậy có hợp lễ hay không? Hai người nhìn nhau cười, đáp. Như anh, mới là không hiểu ý nghĩa của lễ. Tử Cống về kể lại cho Khổng Tử nghe. Họ là hạng người ra sao? Không tu dưỡng đức hạnh, thái độ không đoan trang. Người chết nằm đó mà họ đờn ca, vẻ mặt thản nhiên, không biết phải gọi thái độ của họ là gì, họ là hạng người ra sao? Khổng Tử đáp. Họ sống ở ngoài cõi chúng ta, còn thầy sống ở trong cõi. Trong và ngoài không thông với nhau được. Thầy đã cạn suy nên sai anh lại điếu. Họ đánh bạn với tạo hóa, ngao du trong vũ trụ, họ coi sự sống như cái biểu, coi chết như cái nhọt vỡ ra. Như vậy coi sinh tử là sự tuần hoàn của cái khí, không phân biệt trước sau. Họ coi hình hài là vật để tạm gửi tinh thần của họ, gửi vào hình thể này hay hình thể khác thì cũng vậy. Họ quên lá gan và trái. Không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Họ mang nhiên, bồi hồi sống ở ngoài cõi trần thế, tiêu dao ở cảnh giới vô vi, đâu có chịu sự câu thúc vì lễ nghi để hợp với thai mắt của người đời nữa. Vậy thì thưa thầy sống theo quy tắc nào? Thầy là người bị trời đày đọa, nhưng thầy cũng dán giảng cho anh hiểu điều gì thầy biết. Con xin thầy, bọn họ sống theo quy tắc nào? Loài cá thích nghi với nước, loài người thích nghi với đạo. Thích nghi với nước thì giúp trong bùn mà kiếm ăn, thích nghi với đạo thì không làm gì mà thiên tính được an định. Cho nên bảo, cá ở trong sông, hồ, vui thích mà quên mình, người ở trong đạo và thuật, vui thích mà quên mình. Con xin thầy, thế nào là một người kỳ dị? Người kỳ dị là người không hợp với người đời mà hợp với thiên lý. Cho nên bảo, kẻ tiểu nhân của trời là bậc quân tử của người, mà bậc quân tử của người là kẻ tiểu nhân của trời. Nhan Hồi hỏi trọng. Ta, để tang mà không hề buồn rầu. Vậy mà được tiếng là biết lẽ cư tang nhất trong nước lỗ, có danh mà không có thực sao? Con lấy làm lạ quá. Trọng Ni đáp. Ông Mạnh Tôn đã đạt được đến tận cùng đạo cư tang rồi. Ông ấy so với người biết tang lễ thì tiến hơn một bậc, việc tang nên được giản dị, nhưng vì thế tục chưa giản dị được như ý, cho nên như ông ấy cũng đã là giản dị rồi. Ông ấy không phân biệt thế nào là sống với chết, thế nào là trước với sau. Ông ấy chấp nhận, đợi sự biến hóa mà không biết mình sẽ biến hóa ra cái gì. Ai biết được mình đương biến hóa mà thực ra chẳng phải là biến hóa, hoặc đương khi không biến hóa mà thực ra đã là biến hóa rồi. Anh và thầy đều là những người nằm mê mà chưa tỉnh trăng. Ông Mạnh Tôn thấy cái chết thì bề ngoài sợ, nhưng trong lòng không đau khổ. Chết cũng như đổi căn nhà chứ không thật là chết. Ông ấy riêng tỉnh, thấy người ta khóc thì cũng. Xanh, hoặc là con cá lặn xuống đáy vực thẳm. Không biết được người đương nói đây là tỉnh hay nằm ngộng. Gặp điều thích ý mà không cười, mất cái làm cho mình thích đó thì cũng vẫn cười. Chỉ người nào vui vẻ về sự tạo vật an bài cho mình mà thuận ứng với mọi biến hóa, người đó mới đạt được cảnh giới hư vô của trời. Một hiền nhân thời cổ là Ý Nhi Tử lại thăm Hứa Do. Hứa Do hỏi, vua Miêu dạy anh điều gì? Đáp, vua Miêu khuyên tôi trau dồi nhân nghĩa, biện biệt thị phi. Hứa Do bảo, anh tới đây làm gì nữa? Vua Nghiêu đã đem nhân nghĩa xâm vào mặt anh, dùng thị phi cắt mũi anh thì làm sao anh còn đạt được cảnh giới tiêu dao, thuận ứng mọi sự biến hóa được nữa? Ý Nhi Tử đáp, nhưng tôi cũng mong tới được bờ rào của cảnh giới ấy. Đâu được, kẻ thanh minh thì không thấy. Đẹp của mình, cứ lương một lực sĩ thời cổ quên mất sức mạnh của mình. Vua hoàng đế quên mất trí tuệ của mình, hết thảy đều do công tôi luyện. Biết đâu tạo hóa lại chẳng có thể xóa cho tôi những vết sâm, vá lại cái mũi bị cắt của tôi để thân thể tôi lại trọn vẹn mà theo học tiên sinh. Hứa Do đáp,
Chưa biết được, vậy tôi hãy kể đại khái thuyết của tôi cho anh nghe. Hỡi đại tôn sư của tôi, đại tôn sư của tôi. Người làm cho mọi vật điêu tàn mà không phải là vì nghĩa. Người ra ân cho tới vạn đại mà không phải là vì nhân. Người có trước thời thượng cổ mà không phải là giả. Người che chở trời đất, đục đẽo mọi hình thể mà không phải là khéo. Như vậy là đạt cảnh giới tiêu dao. Nhan hồi thưa với Trọng Nghi. Con đã tiến bộ. Trọng Nghi hỏi. Thế nghĩa làm sao? Con đã quên nhân nghĩa rồi. Được đấy, nhưng chưa đủ. Hôm. Con đã quên lễ nhạc rồi. Được đấy, nhưng chưa đủ. Hôm khác nữa, lại trở lại. Con đã tiến bộ. Thế nghĩa làm sao? Con ngồi mà quên hết thảy được. Trọng Nghi kinh ngạc hỏi. Thế nào là ngồi mà quên hết thảy? Nhan hồi đáp. Cởi bỏ thân thể, trừ tuyệt sự thông minh, rời hình thể, bỏ trí tuệ, hợp nhất với đạo, như vậy là ngồi mà quên hết thảy. Trọng Nghi bảo. Hợp nhất thì không còn lòng riêng nữa, biến hóa thì không câu nệ. Anh quả thực là hiền nhân rồi. Thầy muốn theo gót anh. Tử Dư và Tử Tăng là hai bạn thân. Mưa dầm đã 10 ngày mà không gặp bạn, Tử Dư đoán bạn đau, đem một gói thức ăn lại tặng bạn. Tới cửa, nghe thấy tiếng Tử Tăng nửa như hát, nửa như khóc, hòa với tiếng đàn cầm. Cha ư, mẹ ư, hay trời, hay người. Giọng yếu ớt mà như hồn hển. Tử Dư bước vô hỏi. Giọng hát của anh sao lại như vậy? Tử Tăng đáp. Tôi tìm nguyên nhân nỗi nghèo khốn của tôi mà không ra. Cha mẹ tôi lẽ nào muốn tôi? Nào lại muốn riêng tôi nghèo? Tìm hoài nguyên nhân mà không ra. Tôi tới nỗi cực khổ như vậy là do số mệnh chăng? Chương 7 lý tưởng của đế vương. Niết Khuyết hỏi Vương Nghe 4 câu mà Vương Nghe đều đáp là không biết. Niết Khuyết thích quá, nhảy tưng tưng, lại cho Bồ Y Lầy Tử hay. Bồ Y Lầy Tử bảo, vua hữu ngu không bằng vua thái. Vua hữu ngu còn dùng lòng nhân để kết nhân tâm, tuy được người ta quy thuận, nhưng chưa thoát ra khỏi sự vật. Vua thái ngủ êm đềm, tình khoan khoái, người khác gọi ông là ngựa hay bò, cũng mặc, trí thức ông xác đáng, đức ông chân thực, mà ông chưa hề bị trói buộc. Kiên Mô lại thăm người cuồng nước Sở là Tiếp Dư. Tiếp Dư hỏi, Nhật Trung Thủy nói gì với ông? Kiên Mô đáp, ông ấy bảo tôi rằng vua mà chấp hành pháp độ, thì làm dân ai dám không nghe mà rồi sẽ bị cảm hóa hết. Tiếp Dư bảo, đó là cái đức giả dối. Như vậy mà trị thiên hạ thì không khác gì đào kinh trong biển, bắt mối đội. Sửa mình cho ngay rồi sau cảm hóa được người. Thuận theo tình cảm của dân, để họ tự lo lấy sự sinh tồn của họ, không ép họ. Con chim biết bay lên cao để tránh cái lưới và mũi tên, con chuột đồng biết đào hang sâu ở dưới gò thờ thần để tránh cái họa bị hun khói, bị đào hang. Lẽ nào người không khôn bằng hai con vật nhỏ ấy, mà không biết tránh hoạn nạn? Vậy cứ vô vi để làm theo bản tính của họ là biết cách trị nước. Thiên can, gốc rễ của trời, đi chơi ở Ân Dương, tới sông Lục, gặp người không tên, bèn hỏi. Làm sao trị được thiên hạ? Người không tên đáp. Cút đi. Quân thô lỗ. Hỏi gì mà thấy ghét? Ta giao du với tạo vật, chán rồi thì cưỡi con chim phiếu điểu để bay ra ngoài vũ trụ và tiêu dao ở chỗ hư vô tịch mịch, trong gói khoáng đãng, sao anh lại đem cái việc trị thiên hạ ra làm bận lòng ta? Thiên Căn hỏi nữa. Người không tên đáp. Anh gián tập cho lòng anh điềm tĩnh, cứ thuận theo tính tự nhiên của vật, đừng. Cư lại thăm Lao Đam, hỏi. Nay có một người mẫn tiệp, quả cảm, nhận thức sáng suốt và sâu sắc, học đạo không biết mỏi. Người đó có thể so sánh với một mình quân được. Lao Đam đáp. Hạng đó, thánh nhân cho là chỉ làm tôi tớ thiên hạ, bị lụy về kỹ thuật của mình, mà hóa ra lao khổ, ưu tư thôi. Cứ xét, con hổ con báo vì da nó vằn nên bị người ta săn, con khỉ vì nhanh nhẹn khéo léo, con chó săn vì giỏi đuổi bò, nên bị người ta bắt. Hạng đó sao mà so sánh với Minh Vương được? Dương Tử xấu hổ, hỏi. Xin hỏi Minh Vương trị thiên hạ ra sao? Minh Vương trị thiên hạ thì công trùn thiên hạ mà cơ hồ không phải là công của mình, vạn vật đều được cảm hóa mà không thấy nhờ đức của mình, công đức ấy có đấy mà không ai chỉ ra được, vạn vật đều thỏa mãn. Hành động của thánh nhân thần diệu không ai đoán được, họ đồng hóa với sự hư vô. Nước Trịnh có một thầy tướng kỳ tài tên là Quý Hàm, đoán được sinh tử, tồn vong, hòa phúc, thọ yểu. Đúng như thần. Vì vậy người nước Trịnh thấy ông tới là sợ, bỏ chạy. Liệt Tử lại thăm ông ta, phục lắm, về thưa với thầy là Hồ Tử. Trước, con coi đạo của thầy cực cao thâm rồi, bây giờ con còn thấy có cái còn cao thâm hơn nữa. Hồ Tử bảo, ta chỉ truyền cho anh cái hư văn ở bên ngoài thôi,
chứ đâu đã truyền cho cái chân thực bên trong, anh cho như vậy là đắc đạo rồi ư? Gà mái mà không có gà trống thì trứng đâu có nở được, anh cũng vậy, không có cái chân thực của đạo mà đã ra tranh đua với đời, cho nên bị người ta dò được nhược điểm. Anh thử dắt người đó lại đây coi tướng cho thầy xem sao. Hôm sau, Liệt Tử dắt người thầy tướng lại. Khi ra về, ông ta bảo Liệt Tử. Thầy anh sắp chết, không sao sống được, không tới 10 ngày nữa đâu, tôi thấy có cái tướng lạ quá, như cho ướt. Liệt Tử trở vô, khóc ướt, đầm vào áo, thưa lại với Hồ Tử. Hồ Tử bảo. Tại lúc nãy thầy hiện ra như khối đất trơ trơ, không động mà cũng không. Hôm sau người thầy tướng lại tới, và khi ra về bảo Liệt Tử. Thật may, thầy anh nhờ gặp ta nên hôm nay đã đỡ rồi, có sinh khí rồi, thần khí bế tắc đã mở ra rồi. Liệt Tử trở vô kể lại cho thầy nghe. Hồ Tử bảo, tại thầy lần này hiện ra như đất đã cải. Sinh cơ, nghĩa tựa như sinh khí, theo tự nhiên mà phát ra, không có hình tượng gì để gọi, nó từ gót chân đưa lên. Hắn thấy sinh cơ của ta nên nói như vậy. Anh lại dắt hắn lại đây lần thứ ba coi. Hôm sau người thầy tướng trở lại, khi ra về bảo Liệt Tử. Khí sắc thầy anh bất định, ta không làm sao coi tướng được. Đợi khi nào khí sắc thịnh rồi, ta sẽ coi lại. Liệt Tử vào thưa lại với thầy, Hồ Tử bảo. Tại thầy để hiện ra cái khí cực hư không, hồn nhiên không cần dấu vết, hắn chỉ thấy ở thầy một sự quân bình giữa âm và dương, cho nên hắn không đoán tướng của thầy được. Con cá kình bơi lội, nước chỗ bị nó quẹ nổi sống mà thành vực, có chỗ bị nó ngăn lại mà thành vực, có. Chỉ là ba. Thầy cũng chỉ mới cho hắn thấy ba tâm trạng của thầy thôi. Lại dắt hắn tới đây một lần nữa coi. Hôm sau, Quý Hàm theo Liệt Tử tới, mới thấy Hồ Tử đã kinh hoàng bỏ chạy. Hồ Tử bảo Liệt Tử, đuổi bắt hắn. Liệt Tử không đuổi theo, quay vào thưa, hắn chạy mất hút rồi, con không theo kịp. Hồ Tử bảo, thầy chưa cho hắn thấy căn bản của đại đạo. Thầy hư tâm mà tùy theo hắn nên hắn không sao hiểu nổi thầy. Thấy như ngọn gió thổi thì giảm xuống, như làn sóng bập bềnh mà trôi, cho nên hắn sợ mà chạy. Lúc đó Liệt Tử mới biết rằng mình chưa học được gì ở thầy. Ông trở về nhà, 3 năm không ra khỏi cửa, làm bếp thay vợ, nuôi heo như nuôi người, không phân biệt người và vật, không quan tâm tới việc đời, tự rèn luyện để khôi phục được tính chân pháp và tập được tính độc lập đối với trần thế, giữ được sự hư tính giữa vạn sự thất loạn, như vậy cho tới hết đời. Vô vi thì làm chủ cái danh, vô vi thì gồm các kế hoạch, vô vi làm cho. Đại đạo là vô cùng hoặc hiểu được cái lý vô cùng của đại đạo mà tiêu dao ở chỗ hư không vô hình tích, bảo toàn được thiên tính, bỏ hết thành kiến, như vậy chỉ là để cái tâm hư không mà thôi. Bậc trí nhân dùng cái tâm mình như dùng cái gương, không đuổi vật đi, không đón vật tới, tự nhiên nhi nhiên mà chiếu khắp vạn vật, không giấu một chút gì, nhờ vậy mà thắng được vạn vật, không bị vật làm tổn thương. Vua Nam Hải tên là Mao Lệ, vua Bắc Hải tên là Thình Lình, vua Trung ương tên là Hỗn Độn tức không phân biệt. Một hôm Mao Lệ và Thình Lình gặp nhau ở xứ của Hỗn Độn, được Hỗn Độn tiếp đãi trọng hậu, muốn đáp lòng tốt đó, bàn với nhau, người ta ai cũng có 7 lỗ để nghe, ăn và thở, mà anh Hỗn Độn không có một lỗ nào cả, tụi mình thử đục cho ảnh có đủ lỗ đi. Thế là mỗi ngày họ đục một lỗ, tới ngày thứ 7 Hỗn Độn chết,